Lam y nữ hiệp Hồi 44 Gặp nhị khấu bao vây Kẻ thù thêm bằng hữu Chiến sơn điền thủy tướng Yêu nữ thoát trùng vi Phần 1 Nói về đoàn chiến thuyền do thủy tướng cao kiến tường chỉ huy Đưa Lam y và Âu Dương Bích nữ ra đảo Linh Sơn Được nửa đường thì trời đã tối hẳn Giáo chiều thổi mỗi lúc một mạnh hơn Và sóng cũng lớn hơn Hai nữ hiệp cũng băn khoăn nóng ruột đứng ngồi không yên theo đúng phương hướng chỉ dẫn bởi tên thủy khấu tù binh. Đoàn thuyền ra đến nơi, cao kiến tưởng hạ lệnh ngừng tiến cho thuyền đậu cách bến chừng non trăm trượng, đoạn sang chiến thuyền của Lam Y để hỏi ý kiến. Âu Dương Bích Nữ nói Chúng tôi đi gấp, cố lời để tìm ra chiến thuyền có đường chạy nhi. Này đã ra đến hải đảo, không lẽ vì đêm tối mà không đổ bộ được? Mặc dù nguy hiểm, việc cần vẫn phải tiến hành như trường chứ. Theo lời tên thủy khấu đem theo đây, thì hiện tại lực lượng thủy chiến của quân địch kéo ra ngoài Nga Sơn Đầu trợ chiến hết rồi. Tại căn cứ hải đảo của chúng chỉ có vài chiến thuyền không đáng kể đâu. Cao Kiến Tường nói, lỡ nó khai không đúng sự thật đưa chiến thuyền quan quân vào tử địa thì sao? Làm y quắc mắt nhìn thẳng mặt tên thủy khấu bị trói nằm cong trên sàn thuyền mà rằng. Mình nghe thấy chưa? Nếu mình nói sai, chúng ta sẽ moi ruột gan của mình ra trước. Tên tù binh cả quyết. Nếu con nói sai, sẽ xin chịu tội ạ. Các vị đổ bộ thế nào cũng gặp phản ứng, nhưng mà không mạnh mẽ đâu. Lam Y bảo cao kiến tưởng. Tướng quân cứ nghe tôi, ra lệnh đổ bộ thẳng vào căn cứ địch. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi cam đoan chịu hết trách nhiệm khi gặp Diêu Thái Khánh. Được lời hứa của Lam Y, các kiến tưởng không do dự nữa, hạ lệnh tiến quân. Bị đánh bất ngờ vào giữa đêm tối, quân giặc không đông lại hoang mang không hiểu đối phương nhiều ít thế nào, nên tan rã chạy tản mát cả vào rừng cây trên đảo. Mấy chiến thuyền nhỏ và bốn chiếc theo hộ tống đường chạy nhi hồi trưa đều bị quan quân đốt phá tan tành, nhưng không thấy chiến thuyền của đường chạy nhi ở đâu cả. Cao kiến tường bắt được một viên thuyền trưởng hộ tống chạy nhi ngày hôm ấy dẫn đến chỗ Lam Y. Tên này biết đường chạy nhi, nữ hiệp thử tra hỏi xem sao. Lam Y bảo với tên đó. Khai thật thì có lợi cho ngươi được sống sót, vậy không nên để ta hạ thủ. Đường chạy nhi có bắt được người nào bên quan quân hồi quá trưa hôm nay không? Người bây giờ ở đâu? Chỉ điểm đến nơi đến trốn thì ta tha chết cho Dạ, đường nữ chủ có bắt được một vị trang sĩ tuấn tú Và hình như vẫn đang giam trên thuyền Hắc Long Hồi chiều về tới đây, nữ chủ có hạ lệnh lấy nhiều thực phẩm và nước ngọt xuống thuyền Và cất nhau đi nơi khác ạ Âu giường bích nữ vội hỏi Chiến thuyền Hắc Long đi nơi nào? Dạ, thường ra thì chiến thuyền ấy hay neo ở hai nơi Là Tây Hải Đầu hoặc Đông Hải Khẩu Là hai làng ngư phủ tại hai đảo này ạ Làm y bảo cao kiến tưởng tướng quân hãy ở lại điều khiển căn cứ này tôi cần hai chiến thuyền để tiếp tục truy nã chiếc hắc long kiến tưởng đáp đuổi dọc bằng thuyền trong khu xa lạ giữa lúc đêm tối là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm nữ hiệp hãy cho phép tôi đi theo để lại 10 chiến thuyền canh phòng căn cứ này là đủ rồi hoặc giả sáng sớm mai tiếp tục cuộc truy nã tôi chắc chắn rằng chiếc hắc long dù có lớn biết mấy thì cũng không dám rời khỏi đảo này ra khơi đâu trời ơi cứu binh như cứu hỏa không thể trì trễ được chúng tôi cần đi ngay Ừ, nếu thế thì tôi sẽ đi theo nhị vị kéo sau này tướng quân trách cứ là không cẩn thận nói đoạn cao kiến tưởng học các thuyền trưởng lại dặn dò việc canh phòng ở căn cứ mới chiếm được lấy thêm nước ngọt lưng khô xuống hai chiến thuyền rồi cùng với hai nữ hiệp lam y và âu dương bích nữ đem theo một tên thủy khấu bắt chỉ đường hai chiếc thuyền theo ven bờ đến quá nửa đêm thì tới tây hải đầu không thấy có chiến thuyền nào neo ở đấy cả bèn quay mũi trở lại đường cũ sang bên phía đông thì trời đã sáng rõ và chiến thuyền Hắc Long đã nhổ neo đi từ sớm rồi. Dân ngô phủ cho biết chiến thuyền ấy đã xuôi về hướng nam. Âu Dương Bích Nữ đứng ngồi không yên, nàng nói. Đường chạy nhi bắt trước vụ kim lăng, nó thấy có sự khó khăn nên lại chân đào tẩu trước, đem theo cả Chu lang. Này cô muội, tôi không hiểu tại sao Chu huynh không thừa gì chạy nhi neo thuyền ở bến ngô phủ này mà thoát thân nhỉ? Làm y đáp. Có lẽ một là Chu huynh còn say thuốc chưa tình hẳn, hai là bị trói giữ mà chưa có dịp thoát thân. Âu Dương Bích Nữ lắc đầu tạc lưỡi. Gặp với con chạy nhi chuyến này, sớm chết cũng phải quyết bắt được nó. Vì bị mồi thuốc mê, hai lần thổi vào mũi, chú Đức Kiệt tuy không mê man ngủ say như lúc ban đầu, nhưng thần trí chưa sáng suốt hẳn. Khi chiến thuyền bỏ neo ở Đông Hải Khẩu, đường chạy nhi mới dùng bữa tối. Nắng sai tỷ nữ Mỹ Vân, Mỹ Phụng đem nước canh thịt tự tay đổ vào cho Đức Kiệt uống. Phần Đức Kiệt nửa mê nửa tỉnh, toàn thân bài hoài, chỉ óc nặng chịu, chịu sự săn sóc của đường chạy nhi mà không phân biệt được là ai cả. Thấy hai tay chàng bị rừng máu tím lịm vì dây da tầm dầu, đường chạy nhi sát xa, đành cởi xả chó cho chàng. Uống xong tô nước thịt đủ chất bổ, Đức Kiệt lăn ra giường ngủ say. Đường chạy nhi ngồi một bên chàng nhìn không chán mắt, sau đó nàng cũng mặc nguyên võ phục nằm xuống bên chàng để dưỡng sức. Nàng không dám thay áo vì ở trong tình trạng báo động, chưa rời khỏi đảo Linh Sơn thì nàng còn chưa an tâm Là mình nữ hiệp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Đường chạy như là con người từng dạn dày Lan lóc nhiều trong tình trường Đối với nàng, ngoài lúc cần thỏa mãn ra Người đàn ông không có nghĩa lý gì cả Vậy mà suốt đêm nằm kế ở bên chú Đức Kiệt Nàng cảm thấy bé lẽ như thể một tân nương Đêm đầu chung giường cùng với chồng Nàng để ý từng nét mặt Từng lúc xoay mình của anh chàng họ chu Mỗi lúc chàng đổi chiều nằm Mền tuột xuống khỏi vai Nàng chăm chỉ đáp lại e chàng bị lạnh suốt đêm cứ như vậy. Được lệnh trước, bọn thủy thủ chưa tới canh năm đã nhổ neo đi liền. Chiến thuyền Thác Long rời địa phận Linh Sơn Đảo, dương buồm chỉ nẻo phương Nam. Tới khi sáng rõ, chú Đức Kiệt mới chợt tỉnh giấc. Sao giấc ngủ ngon lành suốt đêm và gió biển chăm sạch, trong hoàn toàn khỏe hẳn, tâm trí sáng suốt như thường. Trong mền ấm áp dễ chịu, các rèm cửa lại được kéo kín nên khoang thuyền còn tối mờ mờ. Đức Kiệt vươn vai khoan khoái, quay lưng lại ôm ngay chạy nhi, vì thức nhiều nên lúc đó đã ngủ say. Thoạt tiên, chàng tưởng là Âu Dương Bích Nữ, nhưng mùi hương tỏa ra từ mớ tóc huyền của trại nhi khiến chàng thấy lạ. Hoàn toàn tình hẳn, trứng mắt nhìn thiếu phụ nằm bên và toàn thể khoang thuyền. Chàng mới nhớ lại là lúc trại nhi vừa khởi đầu, Cạt ám khí và sạc sụa mê man bất tỉnh. Giờ đây, người đang thiêm thiếp giấc nồng bên chàng không phải là Âu Dương Bích Nữ, vợ của chàng, mà chính là đường trại nhi. Chàng giật mình không hiểu cơ sự đã xảy ra thế nào con thuyền đang bồng bềnh lướt gió ngoài khơi đức kiệt tung mình ngồi dậy nhìn trại nhi xinh đẹp một lần nữa trại nhi cũng tỉnh giấc nét khoan khoái lộ trước khuôn mặt đều đặn nàng đưa tay lên miệng hoa ngáp nhẹ mở bừng mắt thấy đức kiệt đang ngồi nhìn nàng trừng trừng nằm yên nàng dịu dàng nhìn tráng sĩ họ chu đức kiệt cau mày hỏi tại sao lại thế này Lặng lặng trại nhi tung mền ngồi dậy buông hai chân xuống sàn thuyền giỏ võ hài xốc áo sửa lại mới tóc cho thêm gọn gàng. Nàng kéo rèm cửa sổ trong khoang cho sáng, thở mạnh khoan khoái được hô hấp không khí trong sạch ngoài biển khơi. Chú Đức Kiệt ngồi nguyên trên giường nhận xét từng cử chỉ của một người đàn bà lạ đời khó hiểu. Chàng biết là mình bị bắt vì mê hồn phấn và hiện thời đang ở trong tay nàng. Chiến thuyền đang lướt sóng biển khơi đây là thuyền của địch, nhưng không hiểu đang hướng về phương nào đây và từ bao giờ. Đức Kiệt nhảy xuống sàn, đi ủng, đưa mắt nhìn quanh, thấy thanh thất tinh đao che trên vách khoang song song với thanh trường kiếm của trại nhi Chàng lấy đao, rút ra nhìn qua rồi đeo lên lưng Trong khi ấy, trại nhi vẫn đứng trước khuôn cửa sổ trông thẳng ra khơi, từ từ hô hấp Nàng hành động như chỉ có riêng nàng ở trong khoang thuyền Quyền hẳn chú Đức Kiệt đang chăm chú nhìn nàng về mặt khó chịu Hít thở hồi lâu, trại nhi quay mặt lại, im lịm Chú Đức Kiệt ra khỏi khoang thuyền xem xét Chiến thuyền xuôi gió lướt trên mặt biển mênh mông, Buổi sáng màn sương phủ nhẹ Chàng cố nhìn tứ phía đều không thấy đất liền đâu Trên thuyền các thủy thủ đi lại lăng xăng làm công việc thường ngày Họ chăm chú làm bổn phận Không hề để ý đến người khách lạ Đang đi bách bộ suốt dọc mé thuyền Đến trước viên thủy thủ cầm lái ở cuối thuyền Đức Kiệt hỏi Thuyền đang đi đâu thế này? Người cầm lái cúi chào lễ phép Im lìm như một tên câm Tiếp tục nhìn trời biển Tay đưa trục lái Biết rằng nhân viên trên thuyền nhận huấn lệnh của đường chạy nhi cấm không được nói chuyện với mình, Đức Kiệt cũng không hỏi thêm câu nữa. Chàng lững thững đi vòng sang mé thuyền bên hữu rồi trở lại vào trong khoang. Đường chạy nhi đã sửa soạn xong, thay bộ võ phục, tóc mây đen nhánh trài gọn gàng, làm nổi khuôn mặt bầu bầu, làn da trắng nuột. Nàng sức hương trầm thơm ngào ngạt khắp khoang thuyền, thuần khiết thanh nhã, lịch sự, dù người khó tính đến mấy cũng phải ca ngợi ưng ý các đồ đạc trong khoang đều được gắn chặt xuống sàn thuyền Phòng khi gặp biển động, bị sâu trượt Trại nhi ngồi trên kỷ kê sát vách ván đang đọc sách Thấy Đức Kiệt bước vào khoang thuyền Nữ tỳ Mỹ phụ tiến tới chắp tay kính cẩn Dạ mời thiếu ra vào trong rửa mặt ạ Làng lặng nhìn vào trong khoang Chú Đức Kiệt vén rèm bước vào trong phòng Đó là phòng trang sức vệ sinh, ngăn nắp gọn gàng Thấy nước sôi đã được tỷ nữ sửa soạn đầy đủ chú đức kiệt khép cửa lại cởi áo tắm táp cho khoan khoái tinh thần sửa soạn xong chàng thấy trên mắt có một bộ võ phục mới bằng lụa cẩm trâu màu tím thẫm liền mặc thử chiếc quần vừa vặn duy của cái áo là hơi chật vai không cài được nốt ngực chàng bỏ áo mới mặc áo cũ lại như trước và chỉ thay bộ áo lót mình đeo đơn đao lên lưng đức kiệt ra khỏi phòng tắm nữ tỷ mỹ phụng lại tiến tới kính mời thiếu gia lại nơi án kia để dùng điểm tâm ạ à. Chàng nhìn theo tay tỷ nữ chỉ về hướng đường chạy nhi ngồi Trên án bày khay trà và lồng hấp bánh điểm tâm Chạy nhi nhìn Đức Kiệt cặp mắt bồ câu đen lãnh của nàng lờ đờ hấp dẫn đa tình Đôi môi mọng đỏ trứng chím cười nửa miệng cực kỳ duyên dáng Nàng cất giọng ấm áp dịu dàng Lặp lại lời mời của nữ tỷ Mỹ Phụng Kính mời chu thiếu gia lại đây dùng điểm tâm Đức Kiệt giật mình không nhận thức ngay ra Lý do chạy nhi biết tên mình Chàng chợt nhớ đã từng xưng danh là Vân Bưu, hôm gặp nàng ở Hoa Vương lầu thành Kim Lăng. Như đoán được ý nghĩ của Đức Kiệt, chạy nhìn nói tiếp. Thiếu gia chẳng phải tìm nguyên nhân thêm cho mất công? Quý danh được dắt bằng chữ vàng trên bao thất tinh đao đeo kia kìa. Đức Kiệt nghĩ thầm, thì ra trong lúc ta mê man, nàng ta đã xem thanh đơn đao thất tinh, tinh khôn ngăn nắp thứ tự, có tài tổ chức, dịu dàng, tiếc rằng hữu tài mà vô hạnh. Nếu không thì trên đời này lại thêm một vị nữ kiệt anh thư Chàng thấy đói bụng Nên đến án bàn ngồi xuống Trước kỷ độc nhất đối diện với đường chạy nhi Từ nãy cứ trúng chím cười nhìn mình Cắm mắt nhung huyền của nàng rất dịu dàng Nhưng lúc nào cũng bao hàm một tính chất danh mãnh Đức kiệt vừa ngồi xuống kỷ Đã toan tự kỷ rót trà uống Chạy nhi giành lấy chiếc ly Chẳng hiểu là hữu ý hay vô tình Hai bàn tay chạm nhau Nàng rót trà ra hai ly Tự để cho mình một ly và đặt một ly trước mặt đức kiệt hé hàm ra ngọc nõn nà thiếu gia là khách thiếp là chủ xin cho thiếp được quyền thù tiếp mời thiếu gia dùng trà rồi còn ăn bánh kẹo nguội chiến thuyền chật hẹp không tích trữ được nhiều thứ mong chàng hiểu cho nói đoạn nàng hai tay bưng ly trà nóng hổi duyên dáng mời chú đức kiệt và vừa thổi nhẹ vừa uống từng hớp nhỏ một đức kiệt lặng lặng uống theo hương trà toàn thảo mộc bốc thơm lên dễ chịu chàng thấy đói khát nhiều nên nghĩ thầm có lẽ nhị ăn uống khá lâu rồi trại nhị mở nắp lồng quả hấp lấy mấy thứ bánh nhân thịt ngon lành ra bày ra đĩa mời thiếu gia dùng thử xem có vừa ý không phải ăn nhiều mới được đi biển mau đói lắm vừa nói nàng vừa rót nước chấm cách san sắp của nàng khéo léo gọn gàng như thể một bà nội trợ chuyên nghiệp Mời xong, nàng cũng gấp bánh nhỏ nhẹ ăn rất đáng yêu. Đang sẵn đói, Đức Kiệt ăn luôn một mạch năm sáu cái bánh lớn nhân thịt. Bảo tử được ấm áp dễ chịu rồi, chú Đức Kiệt mới nhìn thẳng vào mặt chạy nhi. Chàng hỏi. Ta bị mê man bao lâu rồi? Thuyền này đi đâu đấy? Tại sao cô nương lại hành động kỳ dị thế? Đường chạy nhi mời Đức Kiệt dùng bánh nữa. Chàng đã no nên lắc đầu từ chối. Nàng đưa đĩa khăn bông trắng tẩm ướt, mời chàng lau tay Đức Kiệt đón lấy một chiếc để dùng. Thế hai người đã điểm tâm xong, nữ tỷ Mỹ Phụng tiến tới dọn dẹp mọi thứ trên bàn, riêng để lại có bình trà. Trong khoảng mấy giờ có hai người, Đơn chạy nhi nghiêm nét mặt. Thiếu gia mê man đúng ba ngày rồi, sáng hôm nay nữa là bước sang ngày thứ tư. Trong lúc mê mệt, thiếp phải đổ nước thịt hầm xâm cho uống, quý thể mới khỏi mệt như vậy đấy. Chú Đức Kiệt ngạc nhiên không ngờ mình đã mê man lâu như vậy một hồ rượu bỏ mông hãn dược cũng không đến nỗi khiến người ta phải uống say bấy nhiêu lâu như thế chàng có cảm tưởng như mới bị đường chạy nhi bắt hôm qua dù sao chiếc chiến thuyền lớn nhường này có hai cánh buồm thuận gió thì đi cũng đã xa lắm rồi chàng nhắc ta vẫn chờ cô nương trả lời đây là đâu đi đâu và được bao lâu rồi đường chạy nhi giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị thiếp đã nói là thiếu xa mê man ba ngày rồi Chiến thuyền rời khỏi Nga Sơn Đầu ngay từ lúc thiếu gia té quỵ. Thuyền lướt sóng ngoài khơi, tiếp trả lời sao được là ở đâu? Ba ngày đường thuận gió, với tốc lực hiện tại, chắc là chúng ta đã ở trong duyên hải Giang Tô. Thế ra cô nương bắt cóc tôi đem xuống miền Nam à? Đường chạy nhi im lặng tình tứ nhìn hiệp khách họ Chu. Chu Đức Kiệt nói tiếp. Tôi chúng mê hồn phấn mất thần trí, cô nương không muốn sát hại, không coi tôi là kẻ thù, thả cho tôi về có hơn không? đem đi xa thế này ích lợi gì? Trại Nhi nghiêm trọng. Chúng ta không quen biết nhau, không hề sát hại lẫn nhau để trở thành hai kẻ thù địch. Cứ sao thiếu gia nói đến chuyện sát hại? Thiếu gia là trang hảo hán giang hồ lão luyện, đã từng mục kích những kẻ không thù ghét nhau, nhưng bị định mệnh đặt họ vào hai khu luôn luôn đối lập như trường hợp hiện tại của thiếu gia và thiếp. Hiện thời thiếp lang bạt vô gia đình, cảm mến thiếu gia ngay từ ngày mới gặp nhau. Biệt bãng đi một thời gian khá lâu, này bỗng nhiên tái hội dĩ nhiên thiếp không khi nào để lỡ dịp dùng mẹo đem thiếu gia đi với mục đích duy nhất là được thiếu gia định đoạt cho thiếp theo cùng con thuyền này lại hiện thời bồng bềnh không bến cũng như phận bèo giạt mây trôi này không chủ không chồng. thiếp hỏng mong được gặp đấng trượng phu tài sức vẹn toàn để tuyệt đối phục tùng đấng trượng phu ấy là chu lang người duy nhất đã khiến thiếp có cảm tình và giả danh vân bưu do hoàn toàn chinh phục được thiếp với thực danh hiệp khách chu đức kiệt Đức Kiệt nhìn đường chạy nhi dây lát, đoạn lắc đầu mà rằng Rất tiếc, ta không đồng cảnh đồng thuyền để mà chung hướng cuộc đời cùng với cô nương. Hai lần gặp nhau, hai lần chúng ta đều đối lập. Đối lập trong trường hợp mà chính chu mỗ này cũng không ngờ được lại tái hội cùng với cô nương. Ngoài ra còn có một sự kiện nữa mà chu mỗ, dù có muốn cũng không thể chiều ý cô nương được. Chỉ bằng cô nương hạ lệnh cho chiến thuyền trở về Nga Sơn Đầu hoặc là vào bờ để tôi tự về Sơn Đông là êm thấm hơn cả. Hành động ấy giúp cô nương giữ được mãi mãi cảm tình bằng hữu của riêng tôi. Sau này trên đường đời, nếu gặp nhau, tôi quyết không quên buổi hôm nay. Cô nương có thể tin được lời hứa của tôi. Sắc diện của đường chạy nhi chuyển từ hồng đến trắng bạch. Nàng nói. Nếu thiếp không chịu nghe thì thiếu gia sẽ làm gì? Đức Kiệt cười khẩy. Hỏi câu ấy tức là cô nương không hiểu gì cả về Đức Kiệt này. Số nhân viên trên chiến thuyền, kể cả cô nương, hơi sức không được bao nhiêu. Nếu tôi dùng võ lực bắt buộc thuyền phải chở mũi hay vào bờ thì cô nương nghĩ sao? Đường chạy nhi điềm nhiên. Thiếu gia còn muốn thiếp nghĩ gì hơn trước sức thần võ nổi danh ấy? Mến thương nhau sao được khi một trong hai ta không có chút cảm tình? Nếu đường chạy nhi này e sợ võ lực của họ chu, tất một là phải cho thiếu gia, hai là cất giấu thanh thất tinh đao quý báu lợi hại kia đi. Ba là cho thiếu gia uống một thứ thuốc liệt thần kinh, đưa thiếu gia tới một hải đảo hoang vắng cùng nhau chung sống. Trong trường hợp ấy, chắc chắn thiếu gia không thể từ khước chê bai đường chạy nhi hèn mọn, nhờ nước này nữa. Hiện nay, Chu Lang đang được tự do cử động, đi lại khắp nơi trên chiến thuyền, lưng đeo báu đao, đói ăn khát uống, kẻ hầu người hạ. Những sự kiện ấy đủ tỏ tình yêu thật thà của thiếp riêng đối với Chu Lang, có nghĩa là thiếp tin ở đức tính quân tử của một nhân vật hữu danh trong giới nghĩa hiệp giang hồ. Không lẽ một người tài sức như Chu Lang lại lợi dụng lòng tin tưởng, trổ võ nghệ áp bức những kẻ hèn yếu hơn chàng ư. Nghe luận điệu khôn khéo rào trước đón sau của đường trại nhi, Đức Kiệt khen thầm. Chàng nói. Suy luận cũng trúng tâm lý con người lắm, xong tôi đề nghĩ khác. Nếu tôi dùng võ lực bắt buộc chiến thuyền này phải trở lại đường cũ, cũng không ngoài mục đích tự vệ. Thật ra tôi đâu muốn hại cô nương và các thủy thủ. Còn một điều nữa, cô nương cần phải biết, kẻo thành hậu họa. Đó là tôi đến Nga Sơn Đầu với hai người nữa, Lam Y nữ hiệp và một thiếu nữ tài sắc mà thiếu không biết danh tính phải không? Phải, Lam Y là gia muội và người kia, cô nương có thể gọi là Chu phu nhân. Là nội nhân của Chu Lang à? Phải, đính hôn từ cuối năm rồi và đầu năm nay mới thành hôn. Đường Trại Nhi đứng phát dậy biến sắc, nàng thở mạnh, bộ ngực nở nang đều đạn lên xuống rồn rập. Đáng lẽ Thiếp phải nghĩ ngay tới cơ sự ấy mới phải thần ở à, Chu Lang khinh rẻ không màng tới thiếp không nói hết câu đường chạy nhi khổ sở đi thẳng ra cửa sổ vén rèm nhìn mặt biển mênh mông Đức Kiệt nhìn theo thấy màn sương mai đã tan hẳn trời xanh nước biếc vầng thái dương đã lên cao hơn hai trượng le lói trong không trung gió biển lùa vào khoang thuyền mát mẻ dễ chịu chàng tiến tới phía sau đường chạy nhi đường cô nương khi nhắc đến gia muội Lam Y và gia nội tôi có ý nhắc để cô nương hay rằng hai người ấy thế nào cũng đuổi theo ta và theo chúng đường dù rằng biển cả có mênh mông đi chăng nữa. Tôi biết rằng cô nương không hiểu rõ lực lượng quan quân nên trước đây không tin là sẽ có người đuổi theo tiếp cứu. Lực lượng cứu viện quân tế Nam Phủ dư sức đàn áp quân của lục thủy trại. Ngoài số quân lục chiến ấy, tế Nam Phủ còn xuất phát cả thủy quân hùng hậu Kiều Châu, đổ bộ lục thủy trại và linh sơn đảo. Lực lượng của Hắc Vân Long khó bể chống chọi. Chị em làm ý ở trên bộ, được cấp báo về việc tôi bị trúng mê hồn phấn và sử dụng ngay đoàn chiến thuyền hùng hậu ấy để đuổi theo. Và lục thủy trại không thấy tôi, chị em Lam Y hẳn đã ra thẳng đảo Linh Sơn. Nội hai nơi ấy, họ điều tra, dư biết hướng đi của chiếc thuyền này. Cô nương từng nghe Lam Y nữ hiệp chứ gì? Nàng và gia nội không bao giờ từ nan nếu phải đảo lộn cả Sơn Hà để tìm tôi. Cô nương chẳng nên chọc giận hai người ấy làm gì. Hãy nghe tôi, ghé bến và đi nơi khác ngay. Tôi không hiểu vì lẽ gì mà hai lần tôi gặp lại đều là hai lần cô nương đụng độ với quan quân. Đứng nguyên một chỗ, đường chạy nhi nói. Nói vậy là sai lạc, chính thiếp không muốn đụng độ với quan quân. Ở Kim Lăng cũng như ở đây, thiếp đều bỏ đi trước. Nhưng Chu Lang Nàng bỗng ngừng nói, đưa tay lên chán, lảo đảo như người bị trúng phong, xây sầm mặt mày, té người ra phía sau. Đức Kiệt thẳng thắn, vỗ đưa tay đón lấy nàng, bế bổng lên, đi về phía giường, định đặt nàng nằm nghỉ. Vừa hai lúc ấy, đường chạy nhi đưa lẹ bàn tay hữu, thoa một thứ nước gì thơm ngào ngạt lên mũi miệng của chú Đức Kiệt. Đức Kiệt giật mình vội buông nàng ra, nhưng đường chạy nhi đã ôm chặt lấy chàng, áp má vào mặt chàng tình tứ nói nhỏ. Không, chu lang, chẳng nên hiểu thiếp yêu thương chu lang biết chừng nào. Đừng bỏ thiếp mà tội nghiệp, hãy nằm xuống đây cùng với thiếp. Kỳ thay, chất nước hương ngào ngạt ấy có một sức hiệu nghiệm huyền bí lạ lùng. Thoạt đầu, Đức Kiệt thấy tâm hồn ngây ngất. Chàng buông đường chạy nhi ra mà không buông nổi vì cô gái đa tình kia cứ ghi chặt lấy chàng. Hương thơm kỳ lạ từ mới tóc huyền, từ khuôn mặt khả ái với làn da mềm mại trắng ngà và từ y phục nàng bốc lên ngào ngạt càng khiến cho tâm hồn của Đức Kiệt ngây ngất mông lung. Xưa này, chàng vốn là người gan dạ, không háo sắc. Nhưng kỳ thay không hiểu sao lúc này chàng không thể tự chủ được nữa toàn thân rung động bởi một cảm giác lạ lùng với sức ôm ghì thật chặt của đường trại nhi. Đường trại nhi kéo Đức Kiệt ngã xuống ngực nàng, nói qua hơi thở. Chu Lang, Chu Lang yêu mến, bao lâu nay tiếp mơ ướt được gần chàng, chúng ta chẳng nên lỡ thời khắc ngàn vàng. Chu Đức Kiệt bàng hoàng, tâm thần hoàn toàn hỗn loạn. Đường trại nhi nàng hỡi, hãy buông ta ra, buông ra. Nàng đẹp quá chắc chắn đã hoàn toàn chinh phục được người yêu bằng thứ hương luyến ái. Đường chạy nhi đêm mê sung sướng buông tay ra. Đức Kiệt mải miết say xưa nhìn cặp mắt huyền mơ màng, cặp mắt bổ câu chứ không phượng nhẫn, sách ngựa oai hùng như mắt nàng nữ trung anh Kiệt Âu Dương Bích Nữ. Bốn tiếng Âu Dương Bích Nữ chớ như ngọn roi ra, ra một bàn tay bí mật quất ngang vào mặt, khiến cho Đức Kiệt dùng mình lắc đầu, sợ hãi bóng hình cô gái thiếu lâm, đang khoanh tay nghiêm nghị căm hờn khinh bỉ, đứng nhìn thẳng vào mặt chàng đường chạy nhi vẫn nhìn mặt đức kiệt nhận thấy có sự thay đổi trong khoảnh khắc hiện trên khuôn mặt anh dũng của chàng hiệp khách họ chu bèn vội đưa tay bá cổ chàng định kéo xuống nhưng đức kiệt cố gỡ tay nàng ra đứng phát dậy loạn choạng sang khoang xếp gục đầu vào thùng vớt nước lên mặt nhiều lần nước lạnh khiến cho chàng tỉnh táo dễ chịu ngay giữa lúc ấy đường chạy nhi lại vùng dậy chạy vào ôm chặt lấy đức kiệt toàn xoa tay lên mặt chàng lần nữa lại làng đức kiệt nắm chặt lấy cổ tay ấy đoạn đẩy nàng ra xa quát Đường chạy nhi, nàng không còn hy vọng dùng hương luyến ái làm ta mê muội để đưa ta vào ô nhục nữa. Đức kiệt này tỉnh rồi, dù là hàng Nga, tiền tử, có hiện ra ở đây thì cũng thế thôi. Ta khuyên nàng hạ lệnh thủy thủ trở về đường cũ và đừng có để ta phải bực mình ấy chưa. Đường chạy nhi cầm tức nhìn Đức Kiệt, nhưng nàng ngạc nhiên thấy Đức Kiệt đờ người ra, ngảnh mặt như nghe ngóng sự gì. Chẳng hớn hở chỉ tay lên mùi. Kìa, đường cô nương có nghe thấy gì không? Trại nhi chú ý nghe, từ trên không trung vọng ra tiếng đàn hải điểu réo vang cả một góc trời đức kiệt nói lớn hải điểu bay có nghĩa là gần đây có hòn hải đảo nào hoặc có đoàn thuyền nào quanh quẩn trong khu vực này cô nương có nhớ lời tôi nói chứ có lẽ đoàn chiến thuyền quan quân đuổi theo thế nào cũng có lam y và đường chạy nhi cười gằn cướp lời và nàng tiên của chu lang phải không đường chạy nhi này đáng bỉ lắm chu lang khinh sợ thiếp là một con vật kinh tởm Đường cô nương đừng có nặng lời Chúng ta vô duyên vô nợ có thế thôi Giờ đây không phải là lúc nói rông dài Đoàn quan thuyền đuổi theo kịp đặt phúc Nếu gặp thủy khấu thì là phiền lắm đấy Ta lần lên mũi khoang thuyền xem sao Nên quên mọi sự đã qua để lo cho hiện tại Đường chạy nhi còn đang dùng rằng Thì thị nữ chạy vào báo Thưa nữ chủ, viên thuyền trưởng nói rằng Xa xa có đoàn thuyền lạ đi cùng hướng với chúng ta Được, ta sẽ ra xem sao Bảo y dương hết buồm lên Thưa chủ, hiện thuyền ta đang chạy bằng sức gió của ba cánh buồm đấy ạ. Thiếu nữ Mỹ Phụng trở gót. Đường chạy nhi nán lại nhìn chú Đức Kiệt, chải tóc lại cho gọn gàng, buộc dây tơ cột búi tóc trên đỉnh đầu. Chàng sốc áo kiểm soát lại giải thất tinh đào, túi bát bảo. Đường chạy nhi vẫn chưa hết cơm mê luyến. Chu lang sửa soạn ganh chiến và có lẽ chúng ta sẽ chia tay nhau từ đây sao? Nhất định là phải chia tay rồi. Ta dặn trước điều này, nếu gặp quan thuyền thì sau khi ta đổi thuyền rồi, mới cô nương cứ thẳng tiến, đừng ai nấy đi. Trái lại, nếu gặp thủy khấu, cô nương nên biết mà tin ở sức chiến đấu của ta. Truyền bảo thủy thủ chớ cô hoang mang và sửa soạn chịu trận. Riêng phần cô nương thì ta khuyên không nên rời xa ta trong khi lâm chiến. Sửa soạn đi, ta ra trước. Rất lời, chú Đức Kiệt đi thẳng ra khoang ngoài rót trà uống, rồi ra mũi thuyền đứng lố nhố đây đó nhìn cả về phía đông bắc. Chú Đức Kiệt lặng lặng nhảy lên khoang thuyền, nhìn vòng quanh chân trời và nhìn về hướng ấy. Quả nhiên, một đoàn thuyền buồm từ xa trực chỉ về phía thuyền Hắc Long. Chàng không nhận ra số thuyền là bao nhiêu, nhưng lượn đoán thì cũng không đông lắm. Đường chạy nhi ra tới nơi, Đức Kiệt nhìn thấy nàng đang nhìn gọn gàng, lưng đeo trường kiếm, khá là lẫm liệt oai phong. Nàng rất thẳng phía mũi, hỏi viên thuyền trưởng. Chưa nhận ra là thuyền nào phải không? Dạ thưa còn xa quá, chúng từ đông bắc kéo tới, vậy không phải là ở hướng Ngao Sơn Đầu hay là Linh Sơn Đảo. Thuyền trưởng thông báo cho mọi người sửa soạn đi, còn ngân chiến. Dạ, mọi người đã sẵn sàng rồi ạ. Đường chạy nhi quay lại, toan nhảy lên mui với Đức Kiệt thì không thấy chàng đâu cả. Có tiếng từ trên cao vọng xuống. Tổng cộng 5 chiến thuyền, buồm vuông, tức không phải là quan thuyền. Đường chạy nhi nhìn lên thấy Đức Kiệt đang đứng treo leo ở trên trục chiếc buồm cao nhất. Một tay chống vào cột buồm, nàng nhảy lên mui hỏi lớn có gì khác nữa không không cánh buồm nào cũng vuông kỳ lắm viên thuyền trưởng nghe thấy vội chạy tới nói thưa nữ chủ nếu là buồm vuông thì chắc là của bọn ngụy khấu đức kiệt buông mình xuống mui thuyền nhẹ nhàng như lá dụng trước sự kinh ngạc thán phục của mọi người đường chạy nhi nghĩ thầm con người này nổi danh trong trốn giang hồ cũng không sai quả thật là xứng đáng đức kiệt hỏi viên thuyền trưởng có chắc chắn buồm vuông là của thuyền ngụy khấu không dạ chắc chắn tôi đã mục kích và giáp chiến cùng với bọn ấy hai lần rồi chúng bị đàn áp vì thiểu số không địch lại số đông của chiến thuyền linh Dân đạo nhưng mà dũng mãnh và quả cảm lắm cặp trường đoàn kiếm và cây thương của chúng rất đáng sợ trước khi áp mạn ngụy khấu hay bắn loại dần đối phương đức kiệt hỏi đường chạy nhi chiến thuyền này có cung tên và đại mộc chống tên không bây giờ là lúc cần các thứ đó chống địch quân giàn đại mộc sang hai bên thành thuyền các cung thủ núp cả vào sau đó chờ lệnh thì mới được bắn mặt khác người cầm lái phải hướng thuyền vào phía đại lục may ra nụy khấu nó không dám đuổi theo đường trại nhi truyền lệnh cho thuyền trưởng hành động theo đúng lời chú đức kiệt thủy thủ người nào việc ấy răm rắp lát sau các bản đại mộc đã được dựng khắp xung quanh khoang thuyền và nơi tay lái chiến thuyền Hắc long bắt đầu đổi hướng chạy vào đại lục chú đức kiệt nhìn quanh bảo với đường trại nhi cô nương không theo lời tôi cho thuyền chạy ven bờ nay nụy khấu kéo đến nơi giữa biển khơi ta không địch được chúng thì biết phải làm sao đây nghe đồn nụy tạc có súng đồng nếu thuyền ta mà bị bắn tan tành thì toàn thể chúng ta đều là mồi cho cá biển đường chạy nhi cười lạt chu lang vợ đẹp em khôn gia đình đầy đủ hạnh phúc mới thế mà đã sợ Tiếp đầy chết cùng chu lang là mãn nguyện rồi đừng có nói cố cùng như thế chứ một người lanh lợi như cô nương phải biết xử sự, sự cho xứng đáng lý đâu lại chịu thua bọn nụy khấu ngay trong hải phận nước nhà trong tình thế bất lợi này cô nương còn giấu giếm nhiều điều thiếp giấu gì à, chu lang nụy khấu chỉ hay quấy rối trong hải phận sơn đông thôi nghĩa là tôi muốn nói rằng chiến thuyền này còn chưa xa khỏi vịnh hoàng hải phải không đường chạy nhi nín thinh đang thâm phục xét đoán của hiệp khách họ chu chu đức kiệt nóng ruột nói tiếp mất nhiều thì giờ quá thuyền này rời bến được bao lâu rồi có chịu nói thật thì tôi mới định liệu được. Đường chạy nhi buông sẵn. Thuyền rời Linh Sơn Đảo từ canh Nam hôm nay và trực chỉ hướng Nam. Nghe vậy, Đức Kiệt cảm mừng. Nếu thế thì ta chưa đi được bao xa, chắc quan thuyền thế nào cũng rượt theo, ta nên quay trở lại. Nhưng Đức Kiệt bỗng im bặt vì năm chiến thuyền nụy khấu dàn thành hàng chữ nhất chặn ngang đường về hướng Bắc. Thấy nguy ngập, đường chạy nhi nói. Chúng ta dự đoán là ta quay về nên chặn đường đấy, Chú làng tính sao bây giờ? Đức Kiệt nói Nghị khấu biết chặn đường về của ta Tức là chúng theo dõi từ lâu rồi Mà nhân viên thuyền này không có ai để ý Cô nương đừng hoang mang Ta cứ vào bờ Cần bờ thêm chút nào thì hay chút ấy Cho tôi mượn một cây cung thật tốt và bao tên Đường chạy nhi xưa nay đi đến đâu Ở đâu cũng chỉ biết lợi dụng người Ăn trên ngồi trước Chẳng hề chịu kém một ai Lúc này trước sự hấp dẫn mạnh mẽ của Đức Kiệt Nàng cảm thấy cảm phục Tôn kính chàng nhất mực và ngoan ngoãn phục tùng. Nàng tự ý lấy một cây cung tốt và bao tên đầy, cầm đến cho Đức Kiệt. Chàng cầm lấy cây cung gỗ sơn đỏ, dương thử thì thấy nhẹ tay, nhưng mà dùng cũng được. Từ ngày Âu Dương Trang dưới Tô Châu, chàng quen dùng thứ thiết cung ba tạ. Trong khi tập luyện và mỗi khi săn bắn, chàng thường dùng cung một tạ. Bởi vậy nay dùng mộc cung, chàng thấy nhẹ nhõm dễ sử dụng lạ thường. Lúc này thuyền nghị khấu đến gần lắm rồi. Đức Kiệt lo lắng giặc sẽ dùng súng đồng. Nhưng không, chúng lù lù tiến tới bao vây chiến thuyền hắc long vào giữa chàng bảo đường chạy nhi nước vào cuối thuyền trong ổ tay lái nhất quyết hướng thuyền vào đất liền đoạn chàng đeo cung tên phi thân lên cột buồm đứng vào viễn phòng quan sát lối giáp trận của Nghị khấu trên chiến thuyền hắc long các thủy thủ đều núp cả vào sau các tấm đại mộc loạt tên thứ nhất từ thuyền nụy khấu bắn sang thuyền hắc long còn xa chút đỉnh nên rất lẻ tẻ xuống nước có lúc ấy đức kiệt tinh mắt trông thấy một đoàn thuyền buồm lố nhố rất xa trên phía bắc trang mưng thâm chắc đó là đoàn quan thuyền đuổi theo chiến thuyền của trại nhi nhận xét kỹ càng chàng thấy trên cột thuyền chỉ huy của giặc cũng có một người đứng trên viễn phòng bản để quan sát khắp đó đây nên sợ tên ấy trông thấy đoàn thuyền lạ ở phía bắc và báo động cho đồng bọn đức kiệt tính vừa tầm tay dâng cung lắp tên nhằm tên ấy bắn một phát trúng vai Bị thương, tên giặc bị té quỵ ngay trên bản viễn phòng, nhờ vướng lan can nên không đến nỗi rớt xuống sàn thuyền. Trong khi xâm sáo, hình như bên thuyền nụy khấu không để ý tới có người bị thương ở trên cao. Loạt tên thứ nhì do nụy khấu bắn sang cắm cả vào thành thuyền và đại mộc, tua tuổi như lông nhím vậy. Chưa được lệnh, các thủy thủ hắc long núp nguyên tại chỗ. Bọn nụy khấu bắn rào rào, hò hét vang dậy. Chúng lái thuyền chạy vòng quanh trước hắc long, khiến sóng bể động mạnh, thuyền nào cũng chầm chảnh nghiêng ngả, đứng trên vĩa phòng bản, Đức Kiệt nhằm bắn những tên nhụy khấu xông giáo nhất trên năm chiến thuyền. Chẳng mấy chốc, chàng đã dùng hết ống tên, bên nhảy xuống mũi thuyền, hạ lệnh bắn trả lại thuyền giặc. Đường chạy nhi cũng chạy ô ra đứng ở bên chàng, nhưng Đức Kiệt vội kéo tay nàng nhảy xuống nút sau bàn đại mộc. Nguyên bọn nhụy khấu này là người đảo Kinh Điều, thuộc nước Phù tang, chơi hoạt động trong Hoàng Hải, hoặc ven bờ nước Cao Ly, hoặc vào thẳng hải phận Sơn Đông, đánh các thương thuyền. Bọn nhị khấu của đảo kinh điều này đã từng bị náo hài thần, hắc văn long, đánh thua hai lần nên chúng rất bực tức, chưa tập người tài để quyết chi báo thù. Tên đầu đoàn là Liễu Hạ Đằng, nghe nói bên sung thẳng trường đảo có một hào hán võ nghệ tuyệt luân, Mỹ danh là Sơn Điền Giã Tử, chuyên sử hai thanh, trường ngụy kích đao, bách chiến bách thắng, chưa hề gặp đối thủ. Sơn Điền Giã Tử to ngang, nhưng thấp, dáng điệu y hệt như con gấu. Y búi tóc lên đỉnh đầu, mắt một mí xếch ngược, lông mi trồi xệ giao nhau, râu quay nón, tiếng nói oang oang như lệnh vỡ. Sơn Điền thường đeo hai thanh trường và nhụy đao. Thứ kiếm của sứ phủ tang tên là Yatakan, cài ngay ở nơi thắt lưng. Lưỡi hai thanh đao này rất sắc, có thể chém đứt những vật rắn như gỗ, gạch, đá. Trong khi xung phong, Sơn Điền giã tử lúc sử dụng thanh trường kích đao, lúc thì là thanh nhụy vô chừng. Cũng có khi y sử dụng cả hai sông sáo hầm hè cực kỳ dữ dội, không khác gì mãnh hổ. Khi Liễu Hạ Đằng đến sung thẳng trường đảo, mời, Sơn Điền Giã Tử có hỏi rằng Đại ca mời tôi có mục đích gì khác hơn hay là làm phụ tá làm thủy khấu chăng? Vốn nghe Sơn Điền có tính tình khí khái, Liễu Hạ Đằng lựa lời đáp Có mục đích khác nữa, nhưng em nói ra hiền đệ cho là tôi đa sự không chịu hợp tác. Sơn Điền cười khà Phải nói cho ta hay mới được, ta ưa biết công việc mà ta sẽ phải làm. Mấy lần ta vào miền Duyên Hải Sơn Đông đều đụng độ với tên náo hải thần Hắc Vân Long và bị nó đánh thua đến nỗi ta phải nhảy xuống biển trốn thì mới thoát chết. Chứ cuối cùng, trong khi giao tranh, Hắc Vân Long mạt sát ta là bọn nụy khấu không có người tài mà dám vào hoạt động trong hải phận Trung Quốc. Sức ta hèn kém không đánh nổi đã đá đành, nhưng nó dám mạt sát toàn thể dân tộc ta thì quả là một sự không thể tha thứ được. Ra hỏi khắp nơi, không gặp được người tài sức khả dĩ áp đảo nội Hắc Vân Long mới đây nghe danh hiền đệ nên ta thân đến ý kiến yêu cầu hiền đệ giúp ta đánh hắc vân long một trận tơi bời cho y bớt kiêu căng hỗn xược khinh dân tộc ta bất tải. nghe liễu hoạn đằng nói vậy sơn điền giá tử sắc diện đỏ gay đứng phát dậy hai tay chống lạnh lên sườn đi đi lại lại như con hùm dữ Lát sau sơn điền đứng xứng lại trước mặt liễu hoạn đằng mà hỏi nếu tôi nhận giúp đại ca chịu để tôi điều khiển đoàn thuyền đi tìm hắc vân long ngay chứ liễu hoạn đằng cả quyết tùy ý hiền đệ điều khiển, ngu huynh chỉ đóng vai dẫn đường. Nếu vậy, tôi ưng chịu giúp đại ca. Bao giờ đi? Đi được ngay càng hay. Đại ca để lại số tiền cho ra mẫu chi dùng, tôi sẽ đi ngay. Liễu Hạ Đằng mở bọc hành lý, lấy một nén vàng đưa cho Sơn Điền. Hiền đệ hãy cầm số vàng này đưa cho lệnh mẫu chi dùng. Sơn Điền lặng lặng nhận vàng vào nhà trong, lát sau trở ra, lưng đeo khăn gói, đai rát trường nguyện kích đao, y bảo. Đi thôi, đã xong rồi ư? Sơn Điền giã tử cười vang. Tôi hỏi đại ca tiền, đại ca cho vàng yêu cầu tôi đi cùng. Này tôi đi ngay theo lời hứa, đại ca lạ lắm à? À, ta ngạc nhiên ở chỗ hiền đệ lanh lẹ giản dị, đức tính ấy thật sự đáng quý. Hai người ra khỏi cổng tre. Sơn Điền chỉ gây xoan gốc lớn bằng bắp đùi. Đoạn rút phát thanh trường kích đao lưỡi lóng lánh sáng ngời dưới mặt trời mà rằng. Liệu hoạn đằng đại ca chém đất nổi cây xoan kia không? Chắc không nổi, nhưng mà cũng thử xem sao. Dứt lời, y hoa đao nhảy bổ tới chém mạnh một nhát, lưỡi đào đâm phập hẳn vào gốc cây. Liệu hoạn đằng dùng sức nhất tới ba lần mới rút được vũ khí ra? Cây này rắn quá, ta chỉ lo gãy đao. Hiền đệ thử không? Thanh trường đao của hiền đệ có vẻ lâu đời rồi hả? Thứ võ khí này đã bốn đời do các võ sĩ họ Sơn Điền sử dụng rồi. Đại ca cầm thử mà xem nói đoạn sơn điền liệng thanh đao cho liễu hạ đằng đón lấy coi họ liễu nhìn kỹ trả đao cho sơn điền lưỡi đao này thật là hiếm có hiền đệ thử chém cây xoan xem nào hạ đằng vừa dứt lời thì sơn điền đã hai tay cầm cán đao hoa lên mấy đường lưỡi đao loang loáng rít lên trong không khí y nhảy tới bên gốc xoan dùng toàn lực chém mạnh xoan. làn đao vút lên như chấp giật gốc xoan bị tiện đứt đôi nửa cây đầy cành lá đổ xuống bên đường cát bụi mù mịt Liễu Hạ Đằng tấm tắc khen ngợi. Lưỡi đào tốt thật, nhưng dũng lực của hiền đệ mới là điều đáng ghê gớm. Thiên hạ đồn hiền đệ là một dũng sĩ vô địch, kể ra đúng là cũng danh bất hư truyền. Sơn Điền nói, đào tốt, dũng lực là một chuyện, nhưng cũng phải biết cách chém, lưỡi đào mới qua được. Ốc cây xoan này thì còn chém đất được, nếu lớn hơn chút nữa, tiểu đệ cũng chỉ khoanh tay chịu hàng thôi. Những người hàng xóm kéo ra xem Sơn Điền giã tử thử kích đào, ai nấy đều lắc đầu thẻ lưỡi thán phục. Sơn Điền cha đa vào vỏ, rồi cùng với Liễu Hạ Đằng tiến bước. Y vẫy tay chào lớn. Quý vị ở lại nhà nhé, tôi đi ít lâu rồi trở về sẽ mua quà tặng. Nhớ để ý tới lão mẫu dùng tôi. Liệu mà về mau nha, xóm này nhớ Sơn Lang lắm đấy. Hai người bạn mới vừa đi vừa chuyện trò thì chẳng mấy chốc đã ra tới bến. Liễu Hạ Đằng chỉ chiếc thuyền lớn đậu lù lù ở giữa đám ngư thuyền mà rằng. Chiến thuyền của chúng ta ở kia kìa, Khá lắm, bốn buồm lớn, nhỏ phải không? Tôi thích thứ thuyền này hơn là những thứ lớn hơn nữa, cành càng bất lợi lắm. Phải rồi, bốn buồm, thuyền lớn hơn cũng có lợi ở chỗ là đem theo được nhiều bộ hạ hơn. Sơn Điền Hiền Đệ thạo về thủy chiến chứ? Sơn Điền mỉm cười nhìn đại ca. Ba năm trước, tôi ở trong thủy đội của Lục Xuyên Hầu bên Quang Đảo. Vì một chuyện tức mình, tôi đã hạ hai tên thủy tướng của Lục Xuyên và bỏ chạy về đây để ẩn danh. Hai người xuống bãi cát đi qua các ngư thuyền, rồi leo lên chiến thuyền mà Sơn Điền thấy đằng mũi đề có hai chữ, kinh điều. Chiếc này là xoáy thuyền à? Liễu Hạ Đằng gật đầu. Ta dùng thuyền chỉ huy giữ hiền đệ cho Long Trọng. Cảm ơn hảo ý, tôi chỉ e phụ lòng quý mến của đại ca thôi. Vỗ vào cán kích đao, y nói tiếp. Dù sao đại ca cũng có thể tin được cây đao này được, đao còn thì Sơn Điền này còn làm nên chuyện. Các thủy thủ tạc khấu thấy đầu lãnh đi với một dũng sĩ oai phong lẫm liệt lên thuyền, gian thành hàng lối để chào. Để mua lòng Sơn Điền, Lý Hoạn đang nghiêm nghị bảo các thủ hạ. Tướng quân Sơn Điền giã tử đây là biểu đệ của ta, các người phải tuân lệnh tướng quân cũng như ta, nghe chưa? Bọn thủ hạ dạ vâng. Chiến thuyền Kinh Điền cất neo trở về căn cứ nụy khấu. Sơn Điền giã tử ở đảo Kinh Điều mấy hôm cho đủ thời giờ quen những người mới và xem xét thủy đội, xong xuôi, là đòi đi tìm Hắc Vân Long ngay. Liễu Hạ Đằng ưng thuận, định đốc xuất toàn thể chiến thuyền để đi theo. Sơn Điền vội can ngăn. Bộ đại ca định đi đánh Hắc Vân Long để báo thù, hay là có ý muốn chiếm đại lục Trung Quốc vậy? Đánh Hắc Vân Long một trận tơi bời, chứ chiếm sao được Trung Quốc với một nhóm chiến thuyền quốc kỹ này? Đánh có Hắc Vân Long mà đem toàn số chiến thuyền của ta theo thì nhiều quá. Đại ca quên rằng chúng ta cũng là phương cướp bể như Hắc Vân Long à. Hơn nữa, ta sang tận hải phận ngoại bang để tìm đánh một bạn đồng nghiệp. Đại ca huy động toàn lực như vậy, há không sợ thủy đoàn tuần tiễu của Trung Hoa bắt gặp, tất cả đều sẽ lâm nguy sao? Huy động năm chiến thuyền lớn, gọn gàng vào đoàn thủy thủ tinh nguyện là đủ rồi. Lỡ gặp thủy đoàn ngoại bang, ta phần tán cũng dễ dàng không có lo ngại. Liễu Hạ Đằng nói Thủy lực của Hắc Vân Long cũng đông và gây gớm lắm. Chúng ta chỉ vòn vẹn có năm chiến thuyền thì làm sao mà địch lại được? Sơn điểm phản đối Thủy đoàn của Y tuy đông, nhưng mà tôi quyết rằng vì lẽ sợ đụng độ với quan thuyền y không khi nào dám ngang nhiên kéo toàn lực ngây ngang ven biển như vậy đâu khi gặp hắc vân long dám đoán chỉ gặp một phần lực lượng của y thôi số là hiền đệ không hiểu rồi ta muốn vào tận xào huyệt của họ hắc tại linh sơn đảo để đánh cho nó một trận tan tành với hà giận cơ sơn điền cả quyết tôi chỉ chủ trương dùng năm chiến thuyền thôi khi gặp hắc vân long áp đảo một thuyền của y thì sẽ áp đảo được toàn thể Biết Sơn Điền tự tin không cần tới số đông, Liễu Hạ Đằng chiều theo và lập tức huy động năm chiến thuyền ăn ý nhất ra khơi, tiến về hướng vịnh Trượng Lệ. Thuận gió, đoàn thuyền của Nụy Khấu tiến lẹ, tà sáng ngày thứ ba thì nhập hải phận Sơn Đông. Sương mù dày đặc, Liễu Hạ Đằng và Sơn Điền giã tử cùng một trên thuyền chỉ huy kinh điều. Hạ Đằng nhìn địa bàn toàn hướng mũi thuyền về phía đảo Linh Sơn thì chợt thấy có một chiến thuyền quen mắt vượt sóng tiến về hướng nam. Nhờ sương mù chỗ dày chỗ đậm, Liễu Họa Đằng nhận ra đó là chiến thuyền của Hắc Long. Mà trái lại, bên thuyền Hắc Long, đoàn thủy thủ lại không trông thấy thuyền của Nhụy Khấu. Liễu Họa Đằng mừng rỡ bảo với Sơn Điền Giã Tử. Chúng ta may mắn quá, chiến thuyền vừa rồi là của Hắc Vân Long. Trong hai trận đụng độ cùng với Y trước kia, Vân Long đều ngựa ở thuyền này. Hiện thời không hiểu Y đi đâu, mà chiến thuyền đó độc xuất. Ta theo đánh đi. Ta nên theo xa xa, trời sương mù tan hẳn, áp mặn thì đánh mới sướng tay. Nếu họ đang đồng ý, về phần chiến thuyền Hắc Long, thủy thủ lục đục gần suốt đêm sửa soạn để đi xa theo lệnh của đường chạy nhi, nên lúc ra khơi, trừ vài thủy thủ có phận sự điều khiển lái và buồm cho thuyền chạy, thì tất cả đều ngủ êm hết cả. Họ thuộc hải phận Sơn Đông nên an tâm không lo nguy hiểm, chàng dè lại gặp đúng hôm có nụy khấu tới. Chờ lúc sương mù tan hết, nếu họ đang hạ lệnh cho đoàn thuyền dương thêm buồm, đuổi theo, ra hình chữ nhất, chặn lối về của thuyền Hắc Long. Sơn Điền bảo với Liễu Hạ Đằng, đại ca nên ra hiệu lệnh cho các thuyền khác lúc đuổi kịp thuyền địch thì chỉ được bao vây và dành phần áp mạn cho thuyền chỉ huy mặc tôi chiến đấu với hắc vân long như vậy khi thua trận lỡ y có trốn thoát không cứu viện được thì chắc chắn sẽ thua hiền đệ nói phải sự sự như vậy mới là hảo hán anh hùng chứ ta chắc chắn là sự thành công của hiền đệ Tôi chưa từng được mục kích phương pháp sử dụng võ thuật Trung Quốc như thế nào, nhưng tôi tin ở sức tôi và hai cây đao này nhờ có sơn điền nên khi nụy khấu đuổi kịp chiến thuyền hắc long chỉ bị vây và bị tấn công lấy lệ bằng các loạt tên để mở đường cho chiến thuyền kinh điều áp mạn sơn điền liễu hạ đằng tuốt vũ khí đứng ở mũi thuyền quan sát của bao vây hai người lấy làm lạ không thấy bên thuyền địch bắn trả lại mà cứ thỉnh thoảng lại có một mũi tên từ đâu bay tới hạ một thủy thủ bên đoàn thuyền nhà mãi sau nhìn một thủy thủ trúng tên trên thuyền kinh điều thấy đuôi tên chồng ngược sơn điền mới nhận ra chu đức kiệt đứng treo leo ở trên vĩa phòng bàn ẩn hiện ra một cánh buồm, liền chỉ cho Liễu Hạ Đằng coi. Tên địch đứng ở trên cao kia bắn lợi hại quá, bách phát bách chúng, phải chăng đó là Hắc Vân Long? Liễu Hạ Đằng cố nhìn, mãi sau mới nhìn thấy được mặt Đức Kiệt, y nói. Không phải, tên đó lạ mặt lắm, có lẽ là thuộc hạ của Hắc Vân Long đấy. Dân Điền bảo thủy thủ đưa cung tên, toàn nhằm người đứng ở trên viễn phòng bàn mà bắn trả lại, thì vừa lúc chưa Đức Kiệt nhảy xuống môi thuyền, một thiếu phụ xinh đẹp từ ổ lái chạy tới đứng bên tráng sĩ kỳ lạ. Sau đó cả hai người cùng núp sau đại mộc tránh tên. Sơn Điền lấy làm lạ, bảo với Liễu Hạ Đằng. Ủa, sao không thấy Hắc Vân Long? Hay là đại ca nhận lầm thuyền địch rồi? Làm gì có chuyện ấy? Hai chữ Hắc Long còn đây danh danh ở ngay mũi thuyền chạm trổ đấu giống kia kia. Được lắm, ta cứ áp mạng đánh, sao sẽ hay? Giữa lúc hai người đang bàn tán, thì bên chiến thuyền Hắc Long Chu Đức Kiệt hạ lệnh cho thủy thủ nhả tên sang thuyền địch. Sơn Điền Lý Hoạn Đằng vội núp vào một cuộc buồm lớn, tránh tên và hạ lệnh áp mạn. Hai chiến thuyền kinh điều, hắc long lướt nhẹ sát nhau. Thủy thủ của cả hai bên đều sợ đụng mạnh sẽ bể hông thuyền. Nụy khấu nhân dịp ấy tung câu liêm ra, móc thuyền địch dìu hai mạn thuyền lại với nhau. Phần thủy thủ hắc long nhất định xô ra chặt dây, nhưng chỉ chặt được vài cái thì hai mạn thuyền lại gắn chặt với nhau. Thủy thủ hai bên cùng gieo hò xông cả ra mạn thuyền để sát chiến, đâm chém bừa bãi. Sơn Điền và Liễu Hạ Đằng đều nhảy lên mũi tàu. Hạ Đằng dùng tiếng Trung Hoa rất hạo. Ai là Hắc Vân Long? Ra đây cùng với Liễu Hạ Đằng nói chuyện. Nghe vậy, đường chạy nhi nói nhỏ với Chu Đức Kiệt. Bọn này là nhụy khấu trước kia bị Hắc Vân Long đánh thua nên muốn trả thù. Chúng lầm tưởng có họ Hắc trên thuyền. Ta trả lời rằng không có Vân Long ở đây, may ra chúng mới bỏ đi chăng? Chu Đức Kiệt bảo với Liễu Hạ Đằng. Đại ca lầm rồi, Hắc Vân Long là ai chúng tôi không quen biết. Liễu Hạ Đăng trừng mắt. Ta biết rõ chiến thuyền này của Hắc Vân Long, cớ sao các người lại còn chối? Ta chỉ cần nói chuyện với y thôi, không can gì đến mọi người. Chú Đức Kiệt điềm nhiên. Không tin thì mời đại ca qua đây mà xem, nếu thấy Hắc Vân Long muốn làm gì y thì làm. Nói vậy không nghe được, giao mỹ nhân cho ta làm tin và bảo Hắc Vân Long đến chuộc thì được. Biết không tránh được xung đột, chú Đức Kiệt bảo nhỏ với đường chạy nghi thôi thế nào cũng xung đột tôi sẽ nhảy sang thuyền giặc để chiến đấu trong khi đó thì cô nương liệu bề mà đào tẩu nhé chạy nhi dùng rằng trời ai lại thế để chu lang lại nơi nguy hiểm chạy lấy một mình thì dù chết thiếp cũng không chi nào chịu như vậy đức kiện gắt đừng có làm mất thì giờ nữa đoàn quan thuyền đến đằng xa kia rồi chính vì lý do đó mà tôi mới bảo cô nương chạy đấy thật ra tôi sợ gì cái lũ nị khấu này muốn tỏ tình mến thương nhau thì hãy nghe lời tôi sau này tái hội thấy cặp nam nữ nọ thì thào với nhau, Liễu Hạ Đằng không hiểu, nóng rượt quát lớn. Thế nào, mỹ nhân có chịu làm con tin theo ta không? Đức Kiệt nghiêm nghị. Nàng ưng thuận, nhưng với điều kiện là trong bọn các ngươi ai dám đấu võ với ta. Nếu ta thua thì tùy ý các ngươi đem nàng ấy đi đâu cũng được. Nhưng trái lại, các ngươi vẫn thất trận thì phải rút lui ngay tức khắc, được không? Liễu Hạ Đằng quay lại nói tiện bằng tiếng phù tang với Sơn Điền giã tử. Đoạn hỏi Đức Kiệt Vị võ sĩ đạo này muốn nghênh tiếp với người trong một trận đấu đao. Vậy đấu ở bên thuyền nào đây? Nhân dịp thuận lợi, Đức Kiệt đáp. Đấu ở bên thuyền ngươi, dọn dẹp chỗ đấu đi cho sạch, neo thuyền cho đỡ bồng bềnh. Trong khi hai tên nhị khấu đốc thúc thủy thủ sửa soạn nơi đấu ở mỗi thuyền, còn buông neo bên chiếc thuyền Hắc Long, chú Đức Kiệt bảo với đường chạy nhi: Thuyền địch buông neo rồi, tôi sẽ bất chợt chặt đứt dây móc áp mạn khi sang bên thuyền chúng. Cô nương liệu mà bảo thủy thủ sẵn sàng chạy liền đi, mặc tôi cả nhụy khấu nghe chưa? Nghe vậy, đường chạy nhi biến sắc, cặp mắt huyền mơ màng nhìn Đức Kiệt, miệng hoa thổn thức. Chu lang Nàng không muốn rời người mà nàng yêu thương thành thật, cũng như nàng không nỡ bỏ đi giữa lúc, theo ý nàng, Đức Kiệt có thể lâm nguy. Đức Kiệt hào hùng, kiêu dũng như một vị thần tướng đứng trước mặt nàng. Việt Nam giới đã nhiều, nhưng chưa bao giờ nàng gặp một trang hảo hán anh hùng chân chính như chàng. Hạnh phúc thay vị nội tướng của chàng, Yêu bao nhiêu, cảm mến Đức Kiệt bao nhiêu, Trại Nhi càng tủi phận bèo dạt mây trôi của mình bấy nhiêu. Bao nhiêu hy vọng tràn ngập tim nàng từ hôm qua khi dùng mê hồn phấn bắt được chàng, nay phút chốc tan như mây khói. Thôi thế là xong, cuộc trùng phùng mà bao lâu nay nàng đặt cả tâm tư mong ước đã hiện hình trong thời gian ngắn ngủi. Và giây phút này đây, trước viễn cảnh chia ly, không hẹn ngày tái ngộ. Trại Nhi cảm thấy bâng khuâng sao xuyến, tim nàng tan tành như bãi chiến trường. Từ đây nàng lại là con thuyền không bến, lênh đênh trôi giạt má hồng phận bạc kiếp sống phủ du đau đớn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp chạy nhi cầm lấy tay đức kiệt năn nỉ chu lang đừng khinh thường tay kiếm của thiếp thiếp có thể giúp chàng đức kiệt khích lệ cô nương hãy bày tỏ cảm tình bằng cách nghe lời tôi đi tình thế vô cùng cấp bách quan thuyền đuổi kịp vây chặt chạy xa cho thoát hãy đi đi non xanh kia chẳng đổi nước biếc nọ còn dài trên bước giang hồ lo chi chẳng có ngày hậu hội tay kiếm của cô nương cũng vô ích thôi mặc bọn ngụy khấu phần tôi và lại quan thuyền sắp tới nơi rồi chúng sẽ đồng loạt xa lưới trại nhi dớm lệ nhìn chàng nhưng lúc này chu lang phải đơn thương nhất mã không phải lo dù chúng có vạn mã muôn binh thì cũng không đáng kể bên chiến thuyền ngụy khấu đã sửa sẵn xong liễu họa đằng vòng tay bắc la miệng gọi nào sang đây từ biệt còn chưa chán à Đức Kiệt nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay trắng nuột nà mềm mại của Trại Nhi. Nhìn nàng, cha mỉm cười. Chúc cô nương thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn. Nhớ bất chợt cho thuyền chạy, nghe chưa? Chu lang! Đức Kiệt đã thăn thoát nhảy vút lên thành thuyền. Bất chợt rút phát thất tinh đào, đưa nhẹ mấy nhát, cắt đứt dây chạo áp mạn. Hai chiến thuyền rời hẳn nhau ra. Làm y nữ hiệp Hồi 44 Gặp nhị khấu bao vây Kẻ thù thầy bằng hữu Chiến sơn điền thủy tướng Yêu nữ thoát trùng vi Phần 2 Từ thành chiến thuyền Hắc Long Đức Kiệt nhảy sang thuyền định trước sự công phẫn của hai tướng nhị khấu Liễu Hạn đằng tiến lên quát Người gian ngoa mà hứa như vậy à? Đức Kiệt trợn mắt mắng Bọn tạc khấu các ngươi thì hứa với giữ lời làm gì cho mất công? bố các ngươi lo thuyền ta chạy và lo luôn cả cho ta đơn thân giữa bọn xài lang các người à? Liễu hạ đằng chưa kịp đáp, thì Sơn Điền Giã Tử đã dũng mãnh xô lên trước, nhíu cặp mày trổi xể, trợn mắt tròn xoe, giữ như hứa trừ thời Tam Quốc, gườm gườm nhìn Đức Kiệt. Đoạn y quay sang bảo Liễu hạ đằng. Thiếu chi mỹ nhân mà tranh luận mất thì giờ, xong trận này về trường đảo, tôi sẽ dẫn đại ca đến một nơi mà mỹ nữ phù tang nhan sắc tuyệt vời, muốn bao nhiêu cũng có. Lui xuống, để tên này cho ta lo. Dứt lời, Sơn Điền quắc mắt nhìn đối phương, chuyển bộ cước đứng xoạc hai chân. Cầm ngược thanh trường kích đao, lưỡi long lanh phản chiếu ánh Thái Dương có ý nạt đối thủ bằng thứ khí giới đặc biệt của y. Đức kiệt mỉm cười, khen thầm địch thủ dũng mãnh. Nhìn qua khí giới của Sơn Điền, không hẳn là kiếm mà cũng chẳng phải là đao, nhưng Đức Kiệt biết là rất lợi hại. Chuyến này là lần thứ nhất chàng đụng độ với một ngoại nhân, và ngoại nhân ấy là người của một quốc gia nổi danh có môn võ đạo đặc biệt. Môn võ đạo đó như thế nào, Hiện thời chàng sắp biết rõ Chỉ hiểu rằng lúc này trước mặt chàng Chàng hảo hán đang diễu võ rừng oai Thẳng thắn phô bày vũ khí kia Bên ngoài lợi hại Tuy rằng chưa hiểu công phu của y điều luyện đến đẳng cấp nào Về phần sơn điền giã tử Giữa lúc y dương oai phô bày thanh kích đao Quắc mắt nhìn chầm chậm đối phương Mới là lúc y nhận thấy chân giá trị Về sự cân đối, dũng lực Biểu lộ bởi thân hình lực sĩ cực đẹp của chàng hào hán giang hồ Mã thượng đang điềm tĩnh Tư cười đứng trước mặt xưa nay mỗi khi sơn điền lâm trận mỗi khi y biểu diễn thế võ dữ dội để phô trương món võ khí lợi hại của y chưa bao giờ y thấy đối phương không thận trọng không nhận xét rõ ràng sơn điền nhận thấy rằng sau khi đối thủ nhận rõ y thì sẽ bắt đầu lo sợ ngần ngại hiện ngay ra trong cặp mắt chân tay sẽ cử động mất mạch lạc nhịp nhàng lúc ấy y chỉ có việc chuyển mình thật dữ dội sang thế võ khác đồng thời gầm lên một tiếng chỉ cần hất mũi kích đao vào phía đối phương là kẻ địch mất thần, lui luôn một mạch 4 năm bước. Hay ít ra cũng sẽ phải lùi quanh vòng chiến để tránh sức nhìn của cặp mắt diều hâu và mũi kích đào lăm lăm như muốn xuyên thẳng qua lồng ngực của kẻ nào dám chống đối nó. Địch thủ hiện thời của Y là người Hán. Hơn nữa, trận đấu sắp tiếp diễn ra đây ở trong hải phận Sơn Đông. Vậy có lẽ tráng sĩ kia là người Sơn Đông chăng? Tuy trước lần nào Sơn Điền đụng độ với ngoại nhân, nhưng từ hôm theo giúp Liễu Hạ Đằng, Y luôn luôn nghe mọi người trong bọn có nói đến Sơn Đông nghịch địa rất mạnh mẽ, quả cảm nếu không muốn gọi là liều mạng. Phải chăng gã địch thủ này là một tên liều mạng nên Y mới khinh thường tử thần, đại diện bởi Sơn Điền giã tử? Sơn Điền còn nhớ lời dạy của Sơn Điền Thất Lang, phụ thân của Y, sau khi đã chuyển hết môn võ đạo ra truyền cho Y. Lời nói ấy lúc này bỗng rừng vang dội trong trí óc. Giã tử, ta đã truyền hết nghề nhà cho con, đừng quên rằng môn võ đạo của họ sơn điền là một trong tám danh gia của phù tang tam đạo. Ta nghèo đấy, nhưng võ nghệ của dòng họ sơn điền thì không nghèo. Với cặp kiếm kích đao mà ta nhường lại cho con đây, còn có thể kiếm ra tiền ở bất cứ phương trời nào. Mãi võ lấy tiền, sát nhân cho phải lẽ là những điều rồi đây con phải làm miễn sao cho đích đáng. Trong trường hợp ngoại trình, nếu sau này con đầu quân, ta nhắc cho con một điều là nên rất thận trọng trước một võ sĩ hán tộc ta đã có dịp giao tranh với họ và kinh nghiệm sự lợi hại và tinh vi của môn võ người Hán. Biết đâu con sẽ như ta có dịp giao chiến với họ, với người có bản lĩnh cao hơn những đối thủ của ta. Căn cứ vào kinh nghiệm rút ra trong những trận ngoại đấu ấy, ta thấy phải cần dạy bảo con ngay sau khi lãnh cặp kích đao gia truyền này để bảo vệ thanh danh của dòng họ Sơn Điền. Giã tử nhận vàng, giúp sức cho liễu Hạn đằng để đánh một tên thủy khấu kiệt liệt hán tộc. Hành động ấy không ô danh dòng họ võ đạo, Trái lại giúp Liễu Hạ Đằng còn hiếm có dịp để y được giao tranh với một đấu thủ người Hán có thành tích cao cường mà từ ngày phụ thân y về trời, y vẫn ao ước có dịp được so đao để phân tài cao thấp giữa môn võ đạo của dòng họ y và môn võ của Hán tộc. Dịp đó đã đến, thành kích đao của giã tử sắp lấy máu địch thủ ngoại nhân, hoặc chính ngoại nhân đó sẽ lấy máu y. Đối với giã tử, trận đấu sắp khởi diễn đây có điểm quan trọng, đó là để so sánh hai môn võ, danh dự của dòng họ y và chính mạng sống của y đối thủ kiêu dũng kia đã không phải là náo hài thần Hắc Vân Long thì là ai? Tức thật, không biết tiếng để mà hỏi cho biết, lỡ hạ lầm tên vô danh tiểu tốt, chỉ có mã ngoài thì sao? Hỏi đã vội gì? Nghĩ vậy Sơn Điền Giá Tử bỗng nhiên thu đào, lùi bước, quát hỏi đối thủ bằng tiếng phủ tang. Nếu hạ đàng hiểu tình hình, bèn thông ngôn với Đức Kiệt. Vị võ sĩ đạo đây muốn biết danh tính của người. Đức Kiệt nói, dù nói tên ta thì bọn nhụy khấu ngoại nhân của các ngươi cũng không hiểu biết cái gì cả. Tuy vậy, đã hỏi thì ta cũng sẽ nói cho nghe. Ta là Sơn Đông Đơn Đao, Chu Đức Kiệt, danh chấn Giang Hồ. Liễu Hạ Đằng lập lại với Sơn Điền Giã Tử. Sơn Điền thích trí cười vang. Ta đang muốn so đao với một võ sĩ hán tộc hữu danh, thì kẻ đó đang đứng trên chiến thuyền này. Khoái quá! Nếu đại ca cũng nên cho nó biết tên dòng họ nhà tôi, nói cho nó biết kiểu lát nữa nó lại oán hận. Liễu Hạ Đằng chỉ Sơn Điền, bảo Đức Kiệt. Võ sĩ đây là Sơn Điền Giá Tử, một trong tám danh gia võ đạo của Tam Đảo. Cặp kích đao truyền thống kia đã từng uống máu nhiều địch thủ anh hùng. Nếu ngươi có điều chi ngần ngại cứ việc trình bày, võ sĩ đạo nước ta rất rộng lượng, thương kẻ yếu hèn. Từ lúc khởi đầu đến nay, Đức Kiệt bình tĩnh là vì chàng cho rằng trận đấu này cũng như các trận đấu khác, gặp giặc thì đánh không có gì đáng quan tâm. Nhưng bây giờ chàng đã hiểu thái độ của đối phương, thì ra y muốn giao chiến để thử thách, so sánh hai môn võ, hai danh gia. Được lắm, ta cũng muốn thử xem tài sức của Nị khấu cao đến mức độ nào. Như vậy trang bạo luôn. Ta muốn hiểu tại sao võ sĩ đạo lại hiện diện trong đoàn thủy khấu, mạo danh thì chết đấy. Sơn Điền rất tinh ý, nhận thức được ý nghĩa câu hỏi của đối phương nên y căn vạn liễu họa đằng. Họ liễu không dám nói sai, đành thuật đúng nghĩa câu hỏi của Đức Kiệt. Chạm lòng tự ái, Sơn Điền Giã Tử nhìn thẳng vào mặt đối thủ, vỗ ngực nó một thôi một hồi, những gì mà Đức Kiệt như vịt nghe sấm chả hiểu gì cả. Chỉ biết là Sơn Điền có vẻ mít lòng. Liễu Hạ Đằng thông thuật Sơn Điền Giã Tử võ sĩ tới đây là để giúp ta, cốt ý đánh bại Hắc Vân Long rồi trở về trường đạo. Nhưng rất bằng lòng được gặp ngươi là con người kiệt liệt, danh chấn giang hồ. Tuy vậy, võ sĩ cũng muốn cho người hay rằng, có thực tài thì hãy giao đấu, kéo để mất mạng đấy. Chú Đức Kiệt cười giòn giã, Người cứ bảo Sơn điền an tâm, ta lo thứ công phu võ nghệ của y còn chưa được tuyệt hảo đâu. Nếu Hạ Đằng thông ngôn nguyên văn, Sơn Điền giã tử nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn chú Đức Kiệt, đoạn nhảy phát ra chỗ cũ biểu diễn một thế võ khác, cầm chéo trường kích đao cho đối thủ coi. Sợ Đức Kiệt không hiểu tác động ấy, Sơn Điền đưa tay tả chỉ vào lưỡi kích đao để giới ý địch thủ. Chú Đức Kiệt thừa hiểu, Sơn Điền là một võ sĩ muốn đấu thực sự. Tính tình y ngay thẳng, phô cho đối thủ biết rằng y có báu đao, nên đề phòng cả lúc thua thì lại oán hận về sự xấu tốt tranh lệch của võ khí. Đã vậy thì y cũng cần phải hiểu giá trị của bảo đao thất tinh. Từ nãy Đức Kiệt đã gài đao vào bao, trang điềm đạm vào vòng chiến rút phát đơn đao hoa tròn trên đỉnh đầu một vòng, đao ảnh xanh lè, làn đao giết lên như tiếng xé lụa. Trang biểu diễn mấy đường bái tổ tuyệt đẹp của bài Chu Gia Phong Vũ đao và thủ luôn thế võ tổng đà hồ cực oai dũng. Giữa nguyên bộ vị, Sơn Điền Giã Tử chăm chú nhìn vũ khí của đối phương và nhận xét lối khởi chiến hoa Mỹ dũng mãnh của địch thủ. Y khen thầm Đức Kiệt nhưng vẫn tự hào với sức vạn nhân địch vẫn chưa hết. Y ở thanh trường kích đao của mình. Trái lại, nếu họ đang so sánh nhận xét thì thanh đơn đao của chú Đức Kiệt lưỡi dài bằng trường kích đao của Sơn Điền vẫn ngắn hơn một phần ba. Nhưng bản đao thì rộng hơn gấp mấy lần. Sắc đao long lành khác hẳn những thanh đao khác của người Trung Quốc mà Y đã có dịp gặp. Hai lần thua Hắc Vân Long nên chuyến này trước một chu đức kiệt oai vũ hơn hắc vân long rất nhiều lý họa đằng thấy lo thay cho trang võ sĩ của mình sơn điền thì to ngang thô kịch như một con gấu dũng lực biểu lộ ngay trên toàn thân y ngược lại chu đức kiệt thì nở nang tội bậc nhưng toàn thân đều đạt uyển chuyển oai hùng như mãnh hổ sơn điền giữ tướng bao nhiêu thì đức kiệt lại đẹp cương quyết dũng cảm bấy nhiêu hai đối thủ đang thủ thế gườm gườm nhìn nhau trong vòng chiến kia là cả hai pho tượng đối lập nhau về hình thức thô bạo và hùng dũng toàn thể thủy thủ nhụy khấu đều im phăng phắc chăm chú quan sát trận đấu sắp khởi diễn chúng vập phòng hồi hộp y như chính là chúng đang ở vòng chiến và sắp sửa chịu sức tấn công của một trong hai đấu thủ bỗng sơn điền tiến chân tả lên phía trước mặt đồng thời hai tay cũng cầm đao chuyển hướng kích đao chỉ thẳng mũi đao vào hướng ngự đức kiệt cùng với thế và khởi đầu ấy sơn điền cầm lên một tiếng thật dữ dội chói tai khiến mọi người đứng xung quanh khiếp đảm không ai bảo ai tất cả đều lùi lại một bước vẫn thủ nguyên thế võ tòng đà hộ tay tả nắm lại thu vào bên sườn tay hữu cầm cháo đắp mũi đao xuống sàn thuyền hai chân đứng chả mã tả sinh hữu tử chú đức kiệt không hề nhúc nhích trước lối khởi đầu nạt nộ của đối phương chàng nhận thấy sơn điền có bộ pháp hẳn hoi nhưng không tỉ mỉ rõ rệt như võ thuật trung hoa sơn điền đổi thế nữa y hoa hai vòng đao bên tả bên hữu thu lại bộ cước chuyển sang thế chân co chân duỗi ngả mình về phía sau hai tay cầm kích đao mũi đao chỉ thiên đưa cao lên khỏi vai hữu y hệt như sắp sửa xông vào chém vậy đồng thời lúc chuyển thế sơn điền vẫn thét lên như sấm sét cốt ý là nản nộ cho đối phương khiếp đảm ngán y đó là đòn tinh thần khiến cho địch thủ giận người nao núng trước khi chịu trận mà đúng là thế thật lúc bấy giờ sơn điền mặt đỏ gay dầu quay nón vành ngược cặp may trồi xề nhíu hẳn lại hai mắt trợn trừng trừng cổ bạnh hẳn ra đại huyết quản nổi lớn như ngón tay. Y trông giữ dằn như thiên lôi tướng quân vậy. Trước một đối phương yếu bóng vía, có lẽ Sơn Điền không cần đến giao đấu. Cứ trổ tài thế oai hùng, gầm lên như mãnh hổ vô mồi là địch thủ phát hoàng bỏ chạy luôn rồi. Khốn thay, địch thủ hiện tại của Sơn Điền là trang hảo hán sang hồ đã từng bách chiến với đủ mọi hạng người hung hãn. Hơn nữa, chàng còn là một cao đồ bác phái giải công luyện tập, tin ở tài lực mình vững chắc hơn là bản thạch, thì cái lối áp đảo tinh thần của Sơn Điền thành ra vô dụng chú Đức Kiệt vẫn đứng chơi chơi như pho đồng tượng, điềm tĩnh nhìn thẳng vào sống mũi của đối phương. Trong khi giao đấu, võ pháp Trung Quốc cũng có thuật gầm, thét, thở mạnh. Nhưng tự chung, lối quát tháo này không phải là thừa hoặc được phô diễn cho ai hùng theo sở thích cá nhân thôi. Gầm thét, quát tháo, đây là một phương pháp hô hấp có hai tác dụng. Hô hấp và chuyển tiếng trong lúc hô hấp mạnh thành gầm thét để cho nạt nộ địch thủ trong khi giao chiến. Liên tiếp, Sơn Điền chuyển đổi luôn năm thế, xoay quanh phía trước mặt Đức Kiệt và mỗi lần chuyển thế là y gầm thét một lần. Bình tĩnh chờ tới lúc này, Đức Kiệt lần đầu ra đấu với võ sĩ ngoại bang nên kiên tâm chờ để quan sát, nhận thức võ thuần nước ngoài. Về sau, chẳng không thấy gì lạ, bè nhân lúc Sơn Điền sắp sang thế thứ sáu để nạn nộ mình, thì khởi chiến, tấn công luôn. Trong khi Sơn Điền đang chuyển thế, Đức Kiệt xô luôn tới, quật giọng đao và ngang cổ địch. Thế công này chớp nhoáng, sóng đao quật tới mạnh mẽ như một thanh giản thép. Sơn Điền vội vang lui lại, đưa trường kích đao ra gạt, sự gạt của võ sĩ này đã mạnh, nhưng sức quật của Đức Kiệt lợi thế mạnh hơn, khiến cho Sơn Điền trùn cả chân tay lại và lùi thêm một bước. Thừa thế, Đức Kiệt quật trái một đao nữa nhằm vào địch thủ. Lần này biết sức mạnh của đối phương rồi, Sơn Điền thụp xuống tránh đòn và xỉa luôn một mũi đao vào bụng địch. Tiếp theo đòn ấy là một tiếng thét kinh hồn. Lặng lặng, Đức Kiệt thu đao về gạt mạnh, đoạn thoái luôn ba bộ. Tưởng là đối phương đuối sức, Sơn Điền theo sát chém một lát thật mạnh chéo vai tả của địch. Đức Kiệt Hoa thất tình đào ra gạt nữa. Trang! hai món võ khí ấy va phải nhau nảy lửa. Sơn Điền vội thoái bộ thu kích đao lại, nhìn qua lưỡi kiếm thấy không hề gì, liền xô luôn đâm thẳng một mũi đao nhằm vào bụng địch. Đức Kiệt khen thầm địch thủ khá dũng mãnh và có võ khí tốt. Cho đến lúc này, chàng hoàn toàn đánh cầm chừng để thử tài sức của Sơn Điền và xem xét sự lợi hại của thanh kích đao mà y tưởng khoe khoang. Sơn Điền nhào tới đâm thẳng vào bụng địch, nguy hiểm. Khẽ né sang bên tả, Đức Kiệt đưa đao chặn đao địch không cho Sơn Điền thừa dịp hất ngang, đồng thời chặt luôn một bàn tay cương đao thủ trúng vai hữu của đối phương. Không quen lối đấu sử dụng cả vũ khí lẫn quyền cước, Sơn Điền bị trúng đòn đau điếng người, vội thu đao lại nhảy ra khỏi vòng chiến, chỉ mặt đối phương cắt cả một hồi. Liễu Hoạt Đằng thông dịch cho Đức Kiệt. Sơn Điền võ sĩ nói rằng người không được phép dùng quyền cước trong khi thi đấu võ khí, như vậy là bất hợp lệ. Chú Đức Kiệt phì cười. Trước hết, các người phải yêu cầu điều đó ngay trước khi giáp chiến chứ, đừng quên rằng đây không phải là một trận đấu biểu diễn mà là một trận giao tranh thật sự đôi bên đều có phép dùng bất cứ thế võ nào mánh lớn nào để hạ đối phương nhưng mà thôi nếu sơn điền không thạo phương pháp đấu hòa hợp thì ta cũng rộng lòng dùng chuyên võ khí thôi liễu họa đằng lập lại cho sơn điền nghe chạm lòng tự ái sơn điền chấp thuận hỗn đấu cùng với đối thủ nhận xét nét mặt sơn điền được kiệt hiểu ngay là y tự ái liền nhận hỗn đấu hòa hợp võ khí vào quyền cước nên chàng định tâm dùng nguyên đao pháp Vừa rồi Đức Kiệt không có ý định đánh độc, nên khi hạ cương đao thủ, chàng không có cố ý nhắm trúng xương vai của địch thủ và cũng chưa có dùng toàn lực. Nếu trái lại thì với bàn tay sắt của Đức Kiệt, Sơn Điền đã bị gãy xương quay xanh rồi. Sau khi xoa vai, Sơn Điền đã thấy bớt đau, cầm đao bước vào vòng chiến, quyết tâm báo thủ. Vận dụng toàn lực, y hò hét xông vào tấn công, hòa kích đào loang loáng đâm chém tơi bời. Đức Kiệt thì mềm mại lanh lẹ như hầu viên trổ tài tránh né, khiến cho Sơn Điền toàn chém và đâm gió, mất sức nhiều. Y biết đã gặp phải đối thủ bản lĩnh lợi hại. Đời Y giao tranh đã nhiều trận, nhưng Sơn Điền chưa gặp một kẻ địch nào mà chịu nổi tới 50 hiệp mà không bị bỏ tính mạng dưới lưỡi thần đao của Y. Vậy mà đối với Đức Kiệt, Sơn Điền có cảm tưởng như địch thủ biểu hiện bất thường khiến cho Y giao chiến không thích tay, hậm hực như kẻ bị thiếu thốn thứ gì. Phần Đức Kiệt, chàng đoán biết hết ý nghĩa của Sơn Điền. Chàng khen thầm đối thủ tài sức đầy đủ, hiểm về đao pháp nhưng lại không được hoàn toàn tinh vi, nên trước phương pháp sử dụng đao cực kỳ hoàn mỹ của họ chu ra sơn điền chiến đấu dữ dội đấy nhưng mà lạc lõng không được như ý đức kiệt nói lớn bảo sơn điền bây giờ đến lượt ta tấn công đây coi này sơn điền đoán đó là một câu nạn nộ bèn phòng bị đội chống đối đức kiệt hoa đao vù vù đào ảnh vi vu toát lạnh tạt cả vào mặt sơn điền nhảy sổ vào tái đấu chuyến này chàng áp đảo với ý định làm cho địch thủ phải khiếp đảm kinh hồn trước những đường đao bay bướm lợi hại gia truyền Chàng sử dụng luôn bốn thế đao liên hoàn, tiền một ngọn ngọc đới vi tiêu, tả một thế phong vũ truy hồn, hữu một đường đại hỏa thiêu thiên, hạ một ngọn hàn phong tạo địa. Trước bốn thế liên hoàn đao khủng khiếp ấy, sơn điền hoang mang, mồ hôi toát ra như tắm, miệng thở hồng hộc, chân tay rời rạc, xa là cả phương pháp đạt đỡ nên đành phải thoái luôn bốn năm bộ. Đức Kiệt đuổi theo, sơn điền bực quá vận dụng toàn lực, hai tay cầm cán kích đao nhằm vào vai địch thủ mà chém xà xuống, miệng thét lên. Chết này, đoán được thế chém cố cùng ấy, Đức Kiệt trận mắt nhắm thanh kích đào, chém ngang lên một nhát cực kỳ dũng mãnh. Một tiếng soạt khô khan, tiếp theo là một tiếng choang của vật gì bằng kim khí rớt xuống sàn thuyền. Sơn Điền giật mình thu kích đao lại thì ôi thôi, lưỡi đao gia truyền của y đã bị thất tinh đao tiện đất đôi rồi. Trong tay chỉ còn cán đao và một phần ba lưỡi đao lóng lánh. Vừa sợ vừa tiếc, Sơn Điền tức giận nhưng không biết phải hành động ra sao trước một địch thủ lợi hại hơn mình và có một thanh đao rắn chắc, bén hơn kích đao nhiều. Trong khoảnh khắc, Sơn Điền tưởng Đức Kiệt thừa dịp ấy sẽ theo luôn để hạ sát, nên vội nhảy sổ vào chỗ thủy thủ dành lấy một ngọn giáo để phòng thân. Nhưng không, Đức Kiệt cầm ngang thất tinh đao tươi cười bảo Liễu Hạ Đằng. Ta tha không giết kẻ chiến bại. Các người biết điều thì hãy bỏ chiến thuyền này lại cho ta, sang thuyền khác mà chạy. Trong cái kia. Liễu Hạ Đằng không kịp thông dịch cho Sơn Điền nghe và nhìn theo hướng tay chỉ của Đức Kiệt. Cái mà y trông thấy khiến y tái xác toát cả mồ hôi, đó là đoàn chiến thuyền của quan quân Trung Quốc từ xa vùn vụt kéo tới, không còn cách xa mấy chốc. Liễu Hạ Đằng vội vàng hô bảo Sơn Điền và bọn thủy thủ rút lui. Thế là không ai bảo ai, chúng không kịp thì giờ hạ lệnh cho các thuyền khác vào gần để nhảy sang chạy trốn, nên hè nhau nhảy bừa cả xuống biển, bơi qua thuyền đồng bọn. Tại sao chúng lại hành động như vậy? Trước hết, Liễu Hạ Đằng biết là không thể nào cưỡng được lời của Chu Đức Kiệt, tự tiện cho thuyền chạy. Sau là chiến thuyền kinh điều đã buông neo trước khi khởi trận giữa võ sĩ Sơn Điền và Chu Đức Kiệt nên nụy khấu sẽ không kịp kéo neo để mà chạy. Lúc rời thuyền Hắc Long sang thuyền nụy khấu, Đức Kiệt đã yêu cầu Liễu Hạ Đằng buông neo cho chiến thuyền khỏi bị sóng rội bừng bình trong khi giao đấu. Âu cũng là có dụng ý như vậy. Sau khi bọn nụy khấu đã nhảy hết xuống biển, Đức Kiệt cha đa vào vỏ rồi kéo hai chiếc neo rất nặng nề lên. Không lái, không neo, thuyền kinh điều bị gió thổi, bắt đầu quay tròn thì Đức Kiệt chạy ra ổ lái, hướng thuyền chạy về phía quan thuyền, lúc đó chỉ còn cách độ có 10 trượng. Trên thuyền dẫn đầu, Đức Kiện nhận ra ngay là Lam Y Nữ Hiệp và Âu Dương Bích Nữ đang đứng trên đầu mối quan sát. Một viên thủy tướng đứng ở trên mũi thuyền đang chỉ trỏ về hướng thuyền kinh điều và hướng của bốn chiếc thuyền nụy khấu đang chạy ra khơi. Là quan thuyền rẽ đôi, lướt tới vây trò lấy thuyền của kinh điều. Bỏ ổ lái, Đức Kiện nhảy lên mũi thuyền giơ cả hai tay với mọi người. Chiến thuyền có Lam Y và Âu Dương Bích Nữ áp mạn. Hai nàng mừng rỡ phi thân sang thuyền kinh điều. Âu Dương Bích Nữ hân hoan, chu lang lam y và tiểu muội lo thất xuột héo gan bị đường chạy nhi bắt mà thế sao lại ở trên thuyền của nụy khấu là thế nào lam y cũng hỏi hiền huynh có bị làm sao không chú đức kiệt tươi cười ngụ huynh vẫn như thường chuyện dài lắm để kể sau bây giờ cần mấy thủy thủ sang đây điều khiển chiến thuyền này và yêu cầu viên chỉ huy đuổi bắt bọn nụy khấu kia đã kẻo chúng lại đi xa mất lúc đó viên thủy tướng đã đứng ra mạn thuyền lam y hỏi lớn cao tướng quân có cần đuổi bắt bốn thuyền ngụy khấu đó không cao kiến tường đáp tôi để lại một thuyền hộ tống quý vị về linh sơn đảo trước bắt xong nụy khấu thì tôi sẽ trở về sau chu đức kiệt nói chúng tôi xin theo tiếp tay tướng quân hiện thời cần mấy thủy thủ điều khiển chiến thuyền đoạn được của nụy khấu này về căn cứ trước cao kiến tường lắc đầu thôi khỏi phiền ta khấu có vỏn vẹn bốn thuyền thôi tôi sẽ bắt gọn cả đám xin để lại một chiến thuyền hộ vệ và nhiều quý vị điều khiển chiến lợi phẩm với Linh Sơn trước. Nói đoạn, cao kiến tưởng Bắc Loa hạ lệnh cần thiết và điều khiển thủy đoàn đuổi theo nhị khấu. Chiếc thuyền được lệnh ở lại áp mạn thuyền kinh điều, 10 viên thủy thủ leo sang trở lệnh. Làm y phân phát công việc cho từng người một rồi bảo chúng lái thuyền về Linh Sơn đảo. Tam Hiệp leo lên mui thuyền ngồi chuyện vãn. Đức Kiên hỏi nàng. Từ đây về Linh Sơn đảo bao nhiêu xa? Đuổi từ sáng sớm bây giờ mới kịp đấy, Hiền huynh có linh cảm là tàu tàu và tiểu muội đuổi theo không? Đức Kiệt gật đầu. Có chứ, tới chỗ vừa rồi, ngu huynh nhảy lên viễn phòng bản coi chừng thì thấy có đoàn quan thuyền lấp ló ở chân trời. Âu Dương Bích Nữ ngắt lời hỏi dồn. Thế ra Chu Lang không nhận thức được là thuyền chạy nhi đã đi được bao xa rồi à? Tại sao vậy? Cái con yêu nữ ấy theo nhị khấu phải không? Ơ, ờ, và sao lại mặc quần này? Đức Kiệt vội đáp. Ngu huynh trúng thuốc, mê man suốt đêm, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng và thuyền thì lênh đênh ngoài khơi làm thế nào mà nhận được bước thời gian đường chạy nhi còn dối trá rằng thuyền đi được chọn ba ngày đường rồi và đang ở trong hải phận hoa nam chàng thuật mọi sự cho nàng nghe âu dương bích nữ trách chắc, chắc hiền huynh tha mạng cho con đường yêu nữ để nói chạy thoát chứ gì tại sao trước khi giao chiến cùng nị khấu chú là không giết luôn nó đi rồi sẽ giao đấu cùng với sơn điền có hay không đức kiển giải thích nói vậy tức là hiền thê không nghĩ xa xôi giữa lúc thủy đoàn nụy khấu kéo tới bao vây giết đường chạy nhìn là hành động thất sách chưa hiểu lực lượng thủy khấu ra thế nào mà đi hạ sát người chỉ huy của chiếc thuyền đơn độc ấy lỡ bọn thủy khấu như dám bắt đầu theo nụy khấu thì sao tới khi ngô huynh sang thuyền thủy tặng giao tranh cùng với võ sĩ phủ tang đường chạy nhi mới thừa dịp mọi người cùng chăm chú tới trận đấu mà bỏ chạy bọn nụy khấu còn không muốn đuổi theo vốn hộ là ngô huynh âu dương bích nữ căn vặn nụy khấu dám mạo hiểm vào hải phận của trung quốc không đạt thuyền cướp của thì có mục đích gì nữa lý luận của hiền thế rất đúng nhưng chuyến này hình như Nị khấu chỉ có mục đích tìm hắc văn long để tranh tài cao thấp thôi chẳng dè lại gặp ngô huynh chúng ngôn ngữ hỗn xược ngạo mạn nên ngô huynh tức mình giao chiến nhưng mà này hiền thế hỏi dối ngô huynh như kẻ có tội vậy âu dương bích nữ âu yếm nhìn chồng nàng lặng lặng không trả lời đức kiệt biết là câu chuyện đã ổn bèn hỏi lam y về tình hình ở linh sơn đảo và ngao sơn đầu lam y kể chuyện đêm hôm trước các kiến tường có đổ bộ lên linh sơn đảo nàng và âu dương bích nữ đuổi theo thuyền chạy nhi ra tây hải đầu và đông hải khấu để thủy tướng họ cao chấn giữ linh sơn chẳng dè ngay đêm ấy diều thái khánh kéo đại đoàn tới tiếp viện và phái cao kiến tường trừ huy một phần thủy đoàn theo giúp đức kiệt hỏi thế diều thái khánh không đổ bộ lên ngao sơn đầu giúp trương bình hoa và quán bộ trấn à lam y đáp Ngay chiều hôm qua diều tướng quân đổ bộ lục thủy trại cho lúc ấy thì hai cánh lục quân cũng đại thắng tạc khấu ở Nga Sơn đầu rồi. Còn Tôn Hoàn và Hắc Vân Long thì sao? Theo lời Diêu Thái Khánh, Tôn Hoàn bị bắt, nhưng Hắc Vân Long cùng với mấy viên đầu lãnh của y đã bỏ thi thoát. Xế Chiều hôm qua, quan thuyền giao chiến cùng thủy đoàn tạc khấu ở nơi có các mô đá gần lục thủy trại. Tiểu muội và tàu tàu chỉ giúp Diêu Thái Khánh bắt tên đầu lãnh chỉ huy thủy đoàn tạc khấu thôi, và ngay sau đó đã bỏ đi Linh Sơn đảo, đuổi theo đường chạy nhi. Chiến thuyền giặc bị cháy bị bắt một số lớn, còn mấy chiếc bỏ chạy trước nên đã thoát rồi. Chú Đức Kiệt đập hai tay vào nhau, tiếc rẻ. Chí vì ngu huynh bị mê hồn phấn của trại nghi, thành thử chúng ta không giúp được quan quân một cách đắc lực. Không cẩn thận, sai một ly là đi một dặm là thế đấy. Âu Dương Bích Nữ bảo chồng. Chu Lang đừng tự nghiêm khắc với mình quá. Chúng ta đã giúp quan quân tìm ra lục thủy trại. Mũi vi đao của cô muội bắt sống chủ tướng của giặc, còn Chu Lang đã đánh bại nghị khấu. Nhờ đó cao kiến tường đã bắt luôn được bốn chiến thuyền ngoại khấu. Chẳng phải là một công đôi việc à. Siêu phần tiểu muội chỉ lo đường chạy nhi biết được một nơi hải đảo xa xôi nào đó hướng thuyền đem lang quân ra đó thì trời cũng chẳng tìm nổi chú đức kiệt phản đối bộ ngô huynh quên cả hiền thê và lam y hay không khắc phục nổi thuyền đó hay sao mà nào phải lo lắng như thế chợt thấy lưỡi kích đao của sơn điền bị đứt còn ở trên sàn thuyền đức kiệt nhảy xuống lượm lên cho lam y và âu dương bích nữ xem chàng nói lưỡi kích đao này khá lắm chiến pháp của sơn điền rất dữ dội tiếc rằng chưa phải là công phu tuyệt hảo. Làm ý chuyển lưỡi kích đao cho Âu Dương Bích Nữ coi. Nàng nói. Vết thất tinh đao chặt phẳng ly, chúng ta cũng thử kiếm xem sao. Âu Dương Bích nữ đồng ý. Vậy nhường cô muội thử thái dương kiếm trước. Hai nữ hiệp cùng đứng lên, đôi kiệt đứng dậy, theo dựa lưng vào cột buồm để xem vợ và em thử kiếm như thế nào. Âu Dương Bích nữ cầm nửa lưỡi kích đao đi ra mỗi thuyền. Cô muội sẵn sàng chưa? Dạ rồi, tàu tàu cứ việc. Âu Dương Bích Nữ tung lưỡi kích đao lên cao, rớt vòng xuống môi thuyền. Lại như cắt, làm y rút phát thái dương kiếm đào lên một vòng tỏa ngàn quang, rồi nhằm lưỡi kích đao mà chém mạnh. Một tiếng soạn khô khan rội lên, lưỡi thép nọ bị tiện đứt đôi rớt xuống sàn thuyền. Làm y thu kiếm nhìn qua, thấy lưỡi báo kiếm vẫn long lanh toát lạnh không vừa lấy một vết gợn nhỏ. Đắc ý, nàng tra kiếm vào bao, đoạn lượm hai mảnh lưỡi kích đao, cầm lăm lăm trong tay, bảo với chị dâu tào tào thử kiếm nhé coi chừng tiểu muội phóng mạnh hai miếng thép này đấy âu dương bích nữ chống tay lên sườn như phóng liễu diệp đao là cùng chứ gì sẵn sàng rồi cô muội cứ tự nhiên tức thì không nói không rằng làm y vung tay hữu nhưng phóng luôn mũi thép tay tả nhằm mặt chị dâu đứng nguyên chỗ âu dương bích nữ trổ tay thần tốc rút xẹt chạm lưu hùng kiếm chém đất đôi mảnh kích đao nhưng làm y đã phóng luôn mảnh thép còn lại nhằm ngược đối phương thuận tay âu dương bích nữ chém trái lại một lát kiếm thần tốc tiện đứt đôi mảnh ghép một nửa rớt xuống sàn còn nửa kia thì bay vụt qua thành thuyền rớt xuống biển sâu bọn thủy thủ bỗng dưng được mục kích cuộc thử báo kiếm hãn hữu ấy tên nào cũng kinh ngạc lộ trên nét mặt chú đức kiệt vỗ tay hoàn hồ hảo võ nghệ nhưng chị em trong nhà mà thử nhau độc thế làm ý chưa kịp trả lời thì âu dương bích nữ đã nhảy lên mỗi thuyền cúi già xuống trước mặt chồng mà rằng Kính thưa tiên sinh, vì lam y nữ hiệp biết lệnh phu nhân bản lĩnh cao cường mới thử như vậy đó. Tiên sinh nên coi chừng, kẻ phu nhân ba máu sáu cơ nổi ghen lên, thì tiên sinh dù có phi hành cũng không chạy kịp đâu. Làm y dành mãnh nha mắt nhìn Đức Kiệt. Đấy, Hiền Huynh nghe rõ chưa? Thật là thoát nguy nhá. Đức Kiệt mỉm cười. Ngô Huỳnh hú vía ngay từ nãy cơ mà. Tam Hiệp nhìn nhau cười vang vui vẻ giữa khung cảnh khoáng đạt trời cao thầm thẳm, biển rộng mênh mông. Vào cuối giờ mùi, hai thuyền cập bến Linh Sơn. Thủy đoàn Kiều Châu đậu thành hai hàng chật cả bến nước. Diều Thái Khánh đang hành sinh tạm ngay trên trấn hải đình của Hắc Vân Long. Tam Hiệp theo quân lính dẫn đường lên tới nơi thấy Diêu Thái Khánh đang đứng ở bên lan can, xây đá, nhìn xuống bến. Thái Khánh chào Tam Hiệp. Kính chào ba vị đã trở về, tôi lo quá. Chiến thuyền nghị khấu nào đây? Cao kiến tử đâu mà sao không cùng đi? Đức Kiệt thuật sơ vụ gặp nhị khấu cho Thái Khánh nghe và nói tiếp Cao kiến tường đốc suất đoàn chiến thuyền đuổi theo bát nụy khấu Có lẽ sầm tối mới về tới nơi cơ Diêu Thái Khánh giật mình Ấy chết, nụy khấu đông hay ít mà họ cao liều lĩnh thế Chúng giỏi người thủy chiến lắm đấy Làm y vội đáp Nụy khấu vòn vẹn có 5 thuyền Thì có một chiếc đã nằm kia rồi Chúng tôi muốn theo giúp Nhưng mà cao tướng quân cả quyết là sẽ thành công Với yêu cầu chúng tôi về linh sơn đảo trước Thái Khánh vẫn chưa hết lò Tôi e rằng ngoài khơi chúng còn có đại đoàn đón chờ ở đấy không đâu, chắc chắn chỉ có bốn khấu thuyền thôi. Trước thái độ cả khuyết của Lam Y, siêu thái khánh an tâm. Chờ nhớ ra điều gì, bèn hỏi. Hẳn là lênh đênh trên mặt biển từ sáng sớm, quý vị chưa dùng bữa, vậy xin mời vào trong nhà, tôi bảo lính sửa soạn thức ăn. Chú Đức Kiệt hưởng ứng, rất hoan hô lệnh kiến, tôi đói bụng lắm rồi. Bốn người lưỡng thững vào nhà, Tam Hiệp đi xem khắp mọi nơi trong Trấn Hải Đình, thấy phòng nào cũng trang hoàng bày biện rất trang nhã. Âu Dương bích nữ tặc lưỡi, Hắc Vân Long sống đế vương quá, bỏ nơi này thì chắc là y tiếc đến chảy máu mắt. Xây dựng được một cơ sở đẹp đẽ, chắc chắn nhường này tốn công không ít đâu, đó là chưa kể hải khẩu linh sơn nữa. Theo ngu ý, Hắc Vân Long là con người có nhiều sáng kiến và trí kiến thiết, nếu mà chiêu nạp được y cho trấn luôn ở đây thì hữu dụng đấy. Chu Đức Kiệt nói, phải đấy, Hắc Vân Long đã từng đụng độ giao tranh với bọn lũ khấu nhiều lần và chiến nào cũng thắng, trấn ở đây rất đúng chỗ không những là phía đông nữ khấu phải kiêng nể mà ngay trong hải phận trung quốc mọi thủy tặc trước đây quấy nhiễu vùng ngao sơn đầu cũng phải e sợ diêu thái khánh gật đầu dùng tật trị tật là thế không rõ y chạy đi đâu tôi chỉ được tin do tham tướng trương bình hoa báo là hắc văn long đã trốn thoát sau khi quân đội của y bị tan rã quan quân chỉ bắt được có tôn hoàn hình như tên họ tôn này cũng là một nhân vật ghê gớm lắm thì phải đức kiệt đáp đúng thế tôn hoàn là đồ đệ của bạch liên giáo chủ sau đó y bỏ bạch lên giáo ra đi và đầu bôn cho thuận vương ở kim lăng được vị vương xa ấy tôn lên chức quân sư chính y đã tổ chức bộ binh cho thuận vương trong mấy năm về sau này thu nhận được nhiều nhân tài đáng kể tiếc rằng họ đi ngược với chính đạo nên hiện thời số người ấy không tử trận thì cũng đều bị lưu đầy. quân hầu sửa soạn xong cơm rượu bày lên bàn diêu thái khánh mời tam hiệp dùng bữa tự mình ngồi tiếp thái khánh hỏi đức kiệt ba vị còn nghỉ lại linh sơn đạo ít ngày chứ mấy khi ra bờ biển, nơi này thật hiếm có. Chúng tôi sẽ quyết định sau. Khi ở Bình Dương ra Nga Sơn Đầu, chúng tôi định giúp cánh lục quân của tham tướng Trương Bình Hoa giải vây cho bộ binh Đức Châu. Không rẻ có cả thủy đoàn. Chúng tôi nhận sự liên lạc giữa hai cánh quân thủy lục để tấn công vào đổ bộ. Nhưng các biến chuyển xảy ra từ trưa hôm qua đến nay mau lẹ quá. Thành thử không hành động giúp lục quân được như ý muốn. Vì lý do ấy, tôi muốn vào lục địa để gặp Trương Tham Tướng nói chuyện đã. Sao sẽ hay? Diêu Thái Khánh trịnh trọng, tuy không chiến đấu trên bộ, nhưng quý vị giúp cánh thủy đoàn không ít, cắt hết đường về của Hắc Vân Long và đồng bọn. Nếu vậy bộ binh Trường Tham tướng mới thắng dễ dàng. Mới đây lại chiến thắng nụy khấu, khiến chúng có lẽ không bao giờ dám mon men đến hải phận Nga sơn đầu nữa. Há không phải là kỳ công sao? Kiểm điểm bộ binh, lập biên bản về lục thủy trại. Trường Tham tướng sẽ ra linh sơn đạo trước khi kéo quân về tiến nam phủ. riêng phần tôi cũng phải lập phúc trình và có lẽ còn tạm đóng ở đây lâu, chờ thượng cấp định đoạt. Nếu không hữu sự cần cấp, mời quý vị nán lại ít ngày để dưỡng sức. Tam Hiệp đồng ý ở lại Trấn Hải Đình. Diêu Thái Khánh sai thị nữ của Hắc Vân Long, sửa soạn phòng ốc và phái quân hầu xuống xoáy thuyền lấy hành lý của Tam Hiệp gửi sáng hôm qua trước khi hành quân. Sầm tối hôm ấy, các kiến tường neo thuyền vào bến kèm theo bốn chiếc thuyền nhị khấu. Kiến tường lên Trấn Hải Đình, phục lệnh tướng chỉ huy Diêu Thái Khánh. Chủ Đức kiện niềm nở, các tướng quân giao chiến với hai nụy tướng Liễu Hạ Đằng và Sơn Điền thấy chúng thế nào? Tôi không được giáp đấu với họ. Khi đuổi kịp, tôi điều khiển quan thuyền bao vây đoạn tấn công bằng cung tên. Đối phương cũng bắn trả lại, nhưng quan quân đông, cùng thủ lợi thế hơn. Nụy khấu vừa bị tử thương và bị thương khá nhiều. Hai đầu lãnh chỉ huy cũng trúng tên, nên bốn thuyền giặc xin hàng. Hai nụy tướng thương tích nặng không? Sơn Điền là tên có dâu quay nó đấy. Liễu Hạ Đằng lãnh hai mũi tên vào sườn và bả vai, còn sơn điền bị ba mũi ghim đúng bấp vế tôi thấy y đeo thành nụy đao toàn tức lấy nhưng sơn điền lẹ tay liệng ngay đao xuống biển tiếc quá có lẽ cây đao đó rất tốt đức kiệt gật đầu đao gia truyền của gã đấy gã không muốn vũ khí lọt vào tay người khác nên mới liệng đi tên liễu hạ đằng cũng có đeo cặp trường kích đao mà cao kiến tưởng nói không những liễu hạ đằng mà thôi bọn thủy thủ cũng nhiều tên có cặp đao ấy nhưng là thứ đao thường tôi thu về để cả dưới bến ấy Diêu Thái Khánh bảo họ cao. Số tù binh còn lại bao nhiêu? Tướng quân nên giam giữ ngay dưới thuyền bị khấu để sáng mai tải về Nga Sơn đầu. Với số tạc khấu bắt được ở Linh Sơn, tra cho cánh bộ binh lãnh trách nhiệm áp tải về Tế Nam. Tổng cộng còn 42 người kể cả hai nụy tướng. Còn bao nhiêu tử thi thì tôi cho cột chung lại liệng hết xuống biển khơi rồi. Làm ý nữ hiệp nói với Thái Khánh. Chúng tôi còn để ba túi hành trang lớn và ba tuấn mã tại trại quân của Trương Tham Tướng tạm đóng ở Nga Sơn Trấn sáng mai các tướng quân đằng nào cũng áp tải tù binh vào lục địa tôi muốn nhờ điều đình với tham tướng lấy ngựa và hành trang về đây có được không được nữ hiệp khỏi bận tâm tôi lo liệu ngay vụ đó phái người đi lấy các thứ ấy về linh sơn duy có ba tuấn mã thì nên đưa ra tới nga sơn đầu thôi làm y nói mấy câu cảm ơn hai hôm sau tham tướng trương bình hoa ra linh sơn đảo đem theo hành trang của tam hiệp và cho hay rằng hiện ba tuấn mã đã được chăm nuôi trong trại quân của ngao sơn đầu qua hôm thứ ba lúc xế chiều, trong khi Tam Hiệp cùng với hai tướng Thủy Lục, Trương Diêu đang ngồi uống rượu, đàm luận ở ngoài hành lang, trông ra biển, thì quân lính dẫn hai người cùng trạc tuổi ngũ tuần trang phục ra dáng ngư phủ lên Trấn Hải Đình xin yết kiến. Diêu Thái Khánh thấy họ sợ sệt khúm núm quỷ lại liên miên, liền bảo. Hai ngư phủ hãy đứng dậy và có điều gì thì cứ khai báo cho đàng hoàng. Dạ, bẩm tướng quân, con là Trần Tiễn và người này là gia đệ Trần Thành, cùng là dân trải bên Đông Hải Khẩu. Hai hôm này trong khi đi chơi, anh em chúng con là người đầu tiên trông thấy con kình ngư vẫy vùng ngoài biển, nhưng may mắn mà chúng con chạy kịp. Trái lại, cùng ngày hôm ấy, có bốn ngư thuyền nữa ra khơi, vô tình bị kình ngư đánh đắm. Chỉ có ba người sống sót trôi được vào bờ, hiện còn đau nặng, không theo chúng con lên đây để trình báo được. Cúi xin tướng quân thường tỉnh, giúp đỡ, kẻo dân trài Đông Hải Khẩu không còn ai dám đánh cá sinh sống nữa. Diêu Thái Khánh hỏi. Kính ngư lớn bằng chừng nào? Xưa này có hay xảy ra tai nạn ấy bao giờ không? Trần Tiễn thừa. Cái con quái ngư ấy vừa bằng chiếc ngư thuyền cỡ trung bình, nhưng mà nó khỏe lắm. Nó tùng sóng cao tới hơn trượng. Riêng nó mà vùng vẫy cũng dư sức làm lật ngư thuyền lớn rồi. Như bốn chiếc bị nạn đều cỡ lớn mà bị kính ngư đội sóng đánh chìm lìm. Ba người sống sót đều trông thấy hàm răng quái ngư như lưỡi cưa và thấy nó đớp người. Thưa tướng quân, tai hại cho làng Đông Hải khẩu quá từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra cái tai nạn quái ngư như vậy. Chắc con này lạc lõng từ đại dương về đảo. Chú Đức Kiệt hỏi họ Trần. Nơi xảy ra tai nạn cách đông hải khẩu bao xa? Dạ thưa không xa. Ra khỏi khẩu độ chừng nửa hải lý thì gặp quái ngư vẫy vùng dỡn sóng ngay giữa lối ngư thuyền vẫn qua lại thường ngày. Chồng mà rợn tóc gáy. Đi khơi gặp sóng lớn cũng không đến nỗi kinh khủng như gặp quái ngư. Xin quý vị đại quan cứu chúng con. Diêu Thái Khánh gật đầu. Được rồi, tôi sẽ định liệu hai dân trài muốn về trước hay là chờ ở đây cùng đi dạ chúng con xin phép về báo tin bừng cho làng đông hải khẩu biết ạ khi anh em trần ngư phủ đi khỏi làm y nói với diêu thái khánh tôi và gia tẩu có qua đông hải khẩu rồi nếu tướng quân hữu sự không thân hành được thì để anh em tôi xin cánh bác phụ này tôi đang định phái cao kiến tưởng đi thay đức kiệt nói chúng tôi muốn đi đông hải khẩu để xem kỳ ngư thế nào nhân tiện giúp dân ngư phủ ở đó luôn thể tướng quân khỏi cần phải điều động tướng binh. Vậy quý vị cần dùng những gì? Đức Kiệt bàn với Lam Y và Âu Dương Bích Nữ rồi đáp. Cần độ 30 cây giáo, thừng chảo và một chiến thuyền cỡ trung bình cùng với mấy tay trèo lão luyện. Bây giờ còn sớm, chúng tôi muốn đi ngay, Kẻo kinh ngư đi nơi khác mất thì uổng dịp may được xem con thủy thú ấy. Diêu Thái Khánh tức thì phát lệnh tiễn, biên mấy hàng chữ cho cao kiến tưởng, dặn y sửa sạn chiến thuyền và dụng cụ cho tam hiệp đi đông hải khẩu